Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 57. Nguồn mất 2 chương. Vòng thứ nhất khảo hạch chính thức bắt đầu. Giang Sách lấy được dành riêng cho hắn chìa khóa, đi vào phòng, trừ hắn ra, ngoài ra còn có 10 cá nhân cũng đều tiến nhập gian phòng, từng cái đều là nhất đẳng cao thủ. Có thể tới tham gia tuyển chọn, chí ít đều là đối với chính mình thân thủ có tự tin. Trùng hợp là, Hứa Tấn ở nơi này những người này trong. Hắn vừa ăn gà chiên chân một bên vui vẻ nói rằng, thực sự là oan gia ngõ hẹp, Giang Sách, ngày hôm nay ngươi theo ta phân đến cùng một cái gian phòng, coi như ngươi không may. Giang Sách nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng. Mặc kệ với ai chia được một căn phòng, vậy cũng là muốn liều mạng đánh ra. Là Hứa Tấn cũng tốt, là người khác cũng được, ở Giang Sách trong lòng là không có có bất kỳ khác biệt. Theo tiếng còng vang lên, một giờ đếm ngược thời gian bắt đầu. Cái khác ba cái gian phòng ngay lập tức sẽ đánh nhau, tất cả mọi người vì duy nhất danh ngạch mà liều mạng tử chiến đấu, duy chỉ có Giang Sách bọn họ phòng này hơi khác thường. Bởi vì tất cả mọi người kiêng kỵ Giang Sách thực lực, cuối cùng đưa đến kết quả chính là ánh mắt mọi người thống nhất đặt ở Giang Sách trên người. Dưới cái nhìn của bọn họ, không đem Giang Sách giải quyết rơi, ai cũng không có khả năng đi được ra phòng này. Còn lại 10 người, cũng không cần mở miệng thương lượng liền chủ động hoàn thành kết minh. Giang Sách, người của ngươi duyên dường như không tốt lắm a. Hứa Tấn cười ha hả nói. Giang Sách đem cởi áo khoác ra ném xuống đất, hai tay đều cột lên băng vải, thở ra một hơi dài, nhìn về phía đối diện 10 người, nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm thời gian. Các ngươi, cùng lên đi. Mọi người nhìn nhau. Ha ha, Giang Sách, chúng ta biết ngươi lợi hại. Thế nhưng người mạnh còn có người mạnh hơn, chúng ta cũng không phải tầm thường hạng người, người nói như vậy, không khỏi cũng quá xem thường người. Giang Sách lắc đầu, người hiểu lầm, ta cũng không có coi khinh người, bởi vì trong mắt ta, các người cũng không tính là người, chỉ là từng cây một Kuchiki. Cuồng vọng, người luyện võ đều cũng có tỷ khí, làm sao chịu được Giang Sách như vậy vũ nhục. Trong nháy mắt, tầm hai ba người liền xông tới. Động tác của các ngươi quá chậm. Giang Sách nhất cái lắc mình liền tránh thoát công kích, sau đó, nắm tay tựa như tia chớp nện ở một người trong đó trên bụng. Cút cho ta. Người nọ bị Giang Sách nhất quyền bắn cho lên trời, kết kết thật thật đánh vào trên trần nhà, trùng điệp ngã trên mặt đất, hàm răng đều rớt hai khỏa. Những người khác nhìn không khỏi nuốt nước bọt. Đây là người sao? Thực lực căn bản cũng không phải là mọt cấp bậc. Còn chưa đủ. Trở lại. Giang Sách nhất từng bước tới gần bọn họ, những người đó không thể lui được nữa, thẳng thắn bất cứ giá nào, 7-8 người cũng trong lúc đó đối với Giang Sách phát động công kích. Nắm tay như mưa rơi đập xuống. 4 phương 8 hướng, không thể nào tránh né, mặc dù là Giang Sách cũng vô pháp từ nhanh như vậy dày đặc như vậy trong công kích né tránh. Vấn đề là, Giang Sách cần tránh sao? Các ngươi là tự cấp ta củ lét sao? Như vậy nắm tay. Sao xứng đôi Tu La chiến thần danh xưng là? Lùi cho ta. Quát to một tiếng, Giang Sách tại chỗ xoay tròn, tay phải nắm thành quả đấm chợt huy vũ đi ra ngoài, 7-8 người hầu như tại đồng nhất thời gian bị Giang Sách nắm đấm bắn trúng, nhao nhao ngã xuống đất. Thực lực sai biệt vẫn là quá. Giang Sách nhìn nằm trên mặt đất gào khóc la hoảng mọi người, khẽ lắc đầu, các ngươi thực lực như vậy, cũng có tranh đoạt chiến thần danh hiệu tư cách sao? Bọn họ quá yếu. Cuối cùng, Giang Sách đưa ánh mắt đặt ở Hứa Tấn trên người. Những người khác đều thất bại, chỉ còn lại có Hứa Tấn một người. Giang Sách cất bước đi tới, vừa đi vừa hỏi, ngươi không phải nói muốn sửa chữa ta sao? Hiện tại cơ hội tới, ngươi chả thế nào vẫn không nhúc nhích. Hứa Tấn tuyệt không sốt ruột, từ tốn nói, không nóng nảy, thời điểm còn chưa tới. A hát, vậy ngươi phải chờ tới lúc nào? Cái này hả? Hứa Tấn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đột nhiên hỏi, Giang Sách, người có cảm giác hay không lúc này trên người dường như có điểm không còn chút sức lực nào a? Giang Sách khẽ nhíu mày, người có ý tứ. Hứa Tấn nở nụ cười. Hắn nói rằng, ta nghe nói, ngày hôm trước người thật giống như với người sư phụ Ôn Nhược Hà cùng uống trà. Còn uống 3 chén. Giang Sách hé mắt, có liên quan gì tới ngươi? Hứa Tấn âm lãnh nói rằng, vậy ngươi biết, na 3 chén trong trà kỳ thực đã bị hạ độc.
Giang Sách trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Người bớt ở chỗ này nói bậy. Hứa Tấn cười đều hợp bất long chủy, ha 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 ha, chết đã đến nơi còn không tự biết sao. Ngươi cho rằng sư phụ ngươi gọi ngươi đi làm nha, chính là mời ngươi uống trà sao? Hắn là sợ ngươi biết ngăn cản hắn đạo nhi, cho nên ở ngươi trong trà hạ độc, vì chính là phải trừ hết ngươi a, ngu xuẩn. Giang Sách nhất phó hoàn toàn không tin dáng vẻ, ngươi bởi vì ta biết chịu ngươi khích bác ly gián sao? Sư phụ ta thật muốn hạ độc, ngươi như thế nào khả năng biết? Hứa Tấn nhún vai, ta sẽ biết, đó là bởi vì Ôn Nhược Hà con cáo già kia lựa chọn theo ta hợp tác a. Hắn đã sớm mua được rồi quan khảo hạch, đem ngươi ta phân ở một cái gian phòng. Sau đó, ta muốn làm chính là chờ ngươi độc tính phát tác, toàn thân bủn rủn vô lực, liên chiến cũng đứng không đứng dậy thời điểm, đem ngươi cổ vặn gãy. Hắn càng nói càng vui vẻ, biết Ôn Nhược Hà tại sao muốn tuyển trạch theo ta hợp tác sao? Hắn chính là sợ ngươi mặc dù độc tính phát tác, đám người này cũng giết không xong ngươi, cho nên nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Giang Sách, ngươi còn tưởng rằng Ôn Nhược Hà là của ngươi hiền lành lão sư sao? Ngươi hoàn toàn bị mắc lừa, ngươi một cái ngu xuẩn. Giang Sách cúi đầu, sắc mặt âm trầm. Thì ra, đây chính là chân tướng của chuyện. Ôn Nhược Hà không riêng cho Giang Sách hạ độc, Hoàn Sinh sợ Giang Sách độc tính phát tác thời điểm không thể bị đánh chết. Cố ý làm xong trọng bảo hiểm, tuyển trạch cùng Hứa Tấn hợp tác, nhất định phải Giang Sách tính mệnh. Sư phụ! Ha ha! Vì quyền lực, Ôn Nhược Hà chuyện gì đều làm được. Lưu lại ở Giang Sách trong lòng duy nhất ấm áp đều biến mất không thấy, thầy cho tình cảm, không hề. Hứa Tấn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giờ, Giang Sách, ngươi xong. Giang Sách quả nhiên toàn thân không còn chút sức lực nào, bủn rủn co quắp trên mặt đất. Hứa Tấn ném xuống đồ ăn vặt, một bên xoay vòng cánh tay vừa đi về phía Giang Sách, ta còn phải cảm ơn ngươi giúp ta đem cái khác 9 người đều giết chết rồi, như vậy ta chỉ cần làm thịt ngươi, là có thể lấy đi toàn bộ chìa khóa, ta sẽ trở thành người thứ nhất đi ra người hợp lệ. Giang Sách, mạng của ngươi, ta nhận. Oanh! Sa Oa lớn bằng nắm tay, dựa theo Giang Sách đầu liền đánh tới, một quyền này, nhưng là ngay cả tấm gạch đều có thể đập phấn nát bấy mạnh chi quyền. Bị chính diện đập chúng, chắc chắn phải chết. Sẽ ở đó nắm tay gần đập chúng Giang Sách đầu lúc, đang ở Hứa Tấn lộ ra biểu tình dương dương đắc ý lúc, bỗng nhiên, Giang Sách bỗng nhiên ngẩng đầu lộ ra một nụ cười tà ác. Đồng thời, đầu hắn vi vi lóe lên, tránh ra Hứa Tấn nắm đấm. Sao lại thế? Hứa Tấn ngây ngẩn cả người. Tốc độ này, phản ứng này, căn bản cũng không như là chúng độc dáng vẻ a. Vì sao? Hắn biết vì sao cũng không tế với chuyện. Bởi vì, Giang Sách nắm đấm đã tới bộ mặt của hắn. Đồ con lợn, độc, ta sớm hiểu nha. Giờ này khắc này, ở khảo hạch tràng thính phòng, thế lực khắp nơi đều đến đây quan chiến, trong đó kích động nhất chính là Ôn Nhược Hà. Hắn ngồi ở ghế trên, con mắt chỉ nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Phòng số 3 gian. Mấy cái khác gian phòng hắn hết thảy đều không để ý. Hắn quan tâm chỉ có phòng số 3 gian, đơn giản là đó là Giang Sách chỗ ở gian phòng. Ôn Nhược Hà nắm trong tay Phật Châu, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm phòng số 3 giữa môn. Căn cứ thời gian suy tính, lúc này Giang Sách cũng đã độc phát, toàn thân không có khí lực, chỉ có bị động bị đánh phần. Tin tưởng lấy Hứa Tấn năng lực, đối phó không có một người sức đánh trả Giang Sách, vẫn là dư sức có thừa. Hứa Tấn, ngươi nên đi ra. Lời còn chưa dứt, liền nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Phòng số 3 giữa tường kịch liệt lung lay vài cái. Dạng gì lực đạo cư nhiên có thể để cho mặt tường đều đung đưa. Bên trong đến cùng ở trải qua cái dạng gì cấp bậc chiến đấu. Thật là ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy sợ. Uông Oánh Hà thở dài, bi thương nói rằng, cái này, người dù sao cũng nên hài lòng chưa. Ôn Nhược Hà sờ sờ râu mép, vẻ mặt tươi cười. Vừa mới na một cái không cần phải nói, nhất định là Hứa Tấn nghiêm khắc sửa chữa Giang Sách sinh ra rung động, ai bảo Giang Sách vẫn đắc tội Hứa Tấn, cái này được rồi, bị người ta cho mang thù, hung hăng sửa chữa một trận. Lúc đầu Giang Sách là có thể dễ dàng lên đường, không nên tìm cho mình không thoải mái. Đáng đời! Trong lòng nghĩ, cũng không thể ngoài miệng nói ra. Ôn Nhược Hà trên mặt vẫn là lộ ra bi thương thần sắc, nói rằng, lão bà tử!
Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho Giang Sách phong cảnh lớn chôn cất, làm cho hắn đi nở mày nở mặt, cho hắn thêm chuẩn bị một khối phong thủy bảo địa. Cũng không uổng thầy trò chúng ta một hồi. Giang Sách, sau khi hắn chết tất cả, ta đây cái làm sư phụ đều sẽ an bài thỏa đáng. Ngoài miệng nói êm tai. Người chết, còn làm những thứ này có không có, có ích lợi gì rồi. Uông Oánh Hà len lén lau nước mắt, thần sắc đau thương nói rằng, Giang Sách là tốt bao nhiêu hải tử, ít năm như vậy, chúng ta dính hắn bao nhiêu quang. Kết quả là ngươi còn muốn tính toán như thế hắn, ra hại hắn, lão nhân, chúng ta làm như vậy là sẽ gặp trời phạt. Phi, lòng dạ đàn bà. Ôn Nhược Hà không muốn lại phản ứng người nữ nhân này. Hắn cũng không quan tâm cái gì trời phạt, đạo đức, mà hắn cần, chính là quyền lực. Chỉ cần có thể đem Lôi Hạo thuận lợi đỡ lên vị trí, na vì thế trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng, Giang Sách, muốn trách thì trách chính hắn không thức thời vụ. Ôn Nhược Hà lạnh rên một tiếng, trong lòng rất là vui vẻ. Rốt cục diệt trừ một cái đại địch. Lúc này, phòng số 3 giữa cửa mở ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn lại, Ôn Nhược Hà lòng tràn đầy vui mừng cùng đợi Hứa Tấn có thể đi tới. Kết quả lại, cửa mở ra, một người vóc dáng khỏe mạnh nam tử cất bước đi ra. Giống như đao khắc vậy bàng, kiên nghị nhãn thần. Là Giang Sách, toàn trường tất cả mọi người chỉ là cười cười, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Sách biết người thứ nhất đi tới đó là chuyện đương nhiên, phòng số 3 gian đám kia giá áo túi cơm làm sao có thể ngăn trở ở Giang Sách bộ pháp. Chỉ có Ôn Nhược Hà, chỉ có hắn kinh ngạc đến chạm đứng lên. Không có khả năng. Làm sao có thể? Giang Sách làm sao có thể còn có năng lực đi được đi ra? Cái này quá không phù hợp lẽ thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sự tình không phải là cái bộ dáng này. Ôn Nhược Hà là thật gấp gáp. Tại hắn trong tưởng tượng, Giang Sách lúc này hẳn là bị đánh chết rồi. Hắn không rõ, Giang Sách là thế nào ở độc tính phát tác dưới tình huống, còn có thể như trước đánh bại Hứa Tấn. Độc dược xảy ra vấn đề. Ôn Nhược Hà lắc đầu, sẽ không, cái loại này độc dược hắn thí nghiệm qua vô số lần, đừng nói là người, coi như là sư tử voi, đều sẽ bủn rủn đứng cũng đứng không được. Nhưng khi nhìn Giang Sách bộ dạng, căn bản cũng không có chút nào dấu hiệu trúng độc. Thật là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Một bên Uông Oánh Hà lạc nở nụ cười, cơ quan tính hết quá thông minh. Lão nhân, Giang Sách chí mưu cùng thực lực, đều vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi rồi. Bây giờ Giang Sách, sợ là đã trưởng thành đến ngay cả ngươi nghĩ cũng không nghĩ đến lợi hại trình độ. Ôn Nhược Hà đặt mông ngồi xuống. Trùng hợp lúc này, Giang Sách từ bọn họ ngay phía trước trải qua, vi vi quay đầu hướng phía Ôn Nhược Hà nhìn lại. Ánh mắt kia, tràn đầy phẫn hận. Không cần phải nói, Giang Sách nhất định đã biết chút gì, có thể, đã toàn bộ biết được. Ôn Nhược Hà híp mắt, lẩm bẩm, việc đã đến nước này, không có gì đáng nói. Mặc kệ sử dụng phương pháp gì, ta đều muốn đem Giang Sách giải quyết rơi. Không tiếc bất cứ giá nào. Theo sát mà, 1, 2, 4 người truyền đạt giữa môn cũng đều mở ra, Lôi Hạo cùng với mặt khác hai nam tử đều đi ra. Quan khảo hạch chính thức tuyên bố, thời gian so với ta tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm, nguyên tưởng rằng sẽ đánh được khó phân thắng bại, không nghĩ tới từng cái gian phòng đều có cao thủ thực lực siêu quần, chỉ có không đến 10 min liền toàn bộ phân ra thắng bại. Kỳ thực, cũng chỉ có Giang Sách, Lôi Hạo hai người là dựa vào lấy ngạnh thực lực xông ra tới. Hai người khác, một cái dựa vào tiền tài quyền lực, mua được áp chế những người khác mới đi ra, chân thật thực lực có mấy thành, khó nói. Quan khảo hạch nói rằng, dựa theo nước chảy, 4 vị người hợp lệ có thể nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, sau đó chúng ta lại tiến hành vòng thứ 2 so đấu. Giang Sách bọn người tản ra. Ôn Nhược Hà nhanh lên đứng dậy. Đối với Lôi Hạo vẫy vẫy tay, đi theo ta. Hai người bọn họ đi tới một chỗ địa phương vắng vẻ, 4 bể vắng lặng, Ôn Nhược Hà nhỏ giọng đối với Lôi Hạo nói rằng, tính sai, không nghĩ tới Giang Sách cư nhiên biết cường đại đến trình độ như vậy, ngay cả ta độc dược đều chế phục hắn không được. Lôi Hạo cười cười, sư phụ, vậy bây giờ có thể làm sao bây giờ? Nói thật, từ lần trước cùng Giang Sách chính diện, giao thủ, sau, ta biết. Bằng vào ta thực lực trước mắt vẫn là đánh không lại hắn, chẳng lẽ chúng ta muốn buông tha? Ôn Nhược Hà lắc đầu,
hắn nói rằng, ta còn có hậu thủ. Chuẩn bị ở sau. Ôn Nhược Hà từ trong túi tiền xuất ra một cái tiểu hộp thuốc, sau khi mở ra, bên trong có 5 viên màu đỏ dược hoàn. Hắn nói rằng, đây là ta mới nhất khai thác dược vật, có thể trong vòng thời gian ngắn kích phát thân thể của con người tiềm năng, mỗi ăn một viên thực lực sẽ từng cường một phần. Lôi Hạo, lấy người bây giờ tình trạng cơ thể, ta tính ra tối đa có thể ăn 3 viên. Hắn đem hộp thuốc đưa cho Lôi Hạo. Dựa theo suy đoán của ta, không dùng được 3 viên, ngươi chỉ cần ăn một viên, là có thể đem Giang Sách cho chế phục rồi. Dược vật này uy lực vẫn là vô cùng mạnh. Lôi Hạo hoảng liễu hoảng hộp thuốc, vừa cười vừa nói, đi, ta đều đã biết, biết dựa theo ngươi nói đi làm. Sư phụ kia, ngươi còn có cái khác cần phân phó sao? Ôn Nhược Hà lắc đầu, đã không có, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, liền nhất định có thể đủ đánh bại Giang Sách, leo lên địa vị cao. Lôi Hạo gật đầu, ok, vậy ngươi nếu không có cái khác có thể phân phó rồi, có phải hay không ý nghĩa? Sư phụ, ngươi bây giờ đã không có giá trị. Ôn Nhược Hà ngay từ đầu căn bản cũng không có phản ứng kịp, thuận miệng, ân, một cái tiếng, rất nhanh hắn cũng cảm giác được những lời này không đúng lắm. Cái gì gọi là mình đã không có giá trị? Hắn nghi ngờ nhìn về phía Lôi Hạo, ngươi nói cái gì? Lôi Hạo nhún vai. Người đã đem sau cùng đối phó Giang Sách đích phương pháp xử lý đều nói cho ta, như vậy ngươi sẽ không có bất kỳ giá trị gì rồi nha, sư phụ, ta dường như không cần phải. Lại giữ lại ngươi a. Ôn Nhược Hà hách liễu nhất đại khiêu. Hắn nơi nào nghĩ đến Lôi Hạo cư nhiên sẽ có làm phản tâm tư. Hay là đang loại này thời điểm mấu chốt. Ngươi đừng sằng bậy. Ôn Nhược Hà lui về phía sau mấy bước, từ trước đến nay chỉ có hắn tính toán người khác. Chưa từng có người khác tính toán hắn. Lôi Hạo lại từng bước tới gần. Vừa đi, hắn vừa nói, như thế này cùng Giang Sách chiến đấu, đơn giản cũng chỉ có hai cái kết quả, thua cùng thắng. Thua, ta đây Lôi Hạo chính là cho phế phẩm, ở người Ôn huấn luyện viên trong mắt chính là không có giới trị lợi dụng gì đó, sẽ giống như đối đãi khác đồ đệ giống nhau cho xử lý xong, trời mới biết biết bởi vì nguyên nhân gì bị len lén giết. Nhưng nếu là ta thắng, ta đây thắng, ta chính là tu la chiến thần, trên vạn vạn người. Ta thực sự không tưởng tượng cái kia Giang Sách giống nhau, cũng làm rồi tu la chiến thần, còn muốn chịu đến ngươi lão già này bài bố, vậy thì càng phải trừ hết ngươi. Cho nên, bất kể là thua đã thắng, ta đều nhất định phải diệt trừ ngươi. Lôi Hạo nhìn chằm chằm Ôn Nhược Hà, sư phụ, ngươi chuẩn bị xong chết đi sao? Ôn Nhược Hà lòng nóng như lửa đốt. Hắn tính kế cả đời. Đem mình sư phụ, sư đệ, đồ đệ đều tính kế một lần, không nghĩ tới, đến cuối cùng nhưng phải thua bởi Lôi Hạo cái này tiểu vương bát đản trên tay. Hắn khó chịu a. Mắt thấy Lôi Hạo từng bước đi tới, hắn là không có biện pháp nào. Một cái bị trọng thương, đồng thời đã có tuổi lão nhân, như thế nào là một hung ác chó sói đối thủ. Ôn Nhược Hà hô lớn, người cứu mạng, người cứu mạng. Nhưng lại có ai sẽ đến cứu hắn? Vì né tránh người khác hiểu biết, hắn đặc biệt đem Lôi Hạo dẫn tới cái này ai cũng không phát hiện được địa phương ẩn núp, hiện tại hô cứu mạng, căn bản cũng không khả năng có người nghe được. Bốn chữ hình dung, tự làm tự chịu. Lôi Hạo ha hả cười nói, sư phụ, người A chính là quá nhớ phải lấy được quyền lực, người cũng không suy nghĩ một chút người bao nhiêu tuổi. Sớm nên về hưu, người yên tâm, ta sẽ kế thừa người di chí, đi thay thế người hưởng thụ quyền lực. Nói. Lôi Hạo một cái bước xa đi tới trước mặt, một bả liền ấn ở tại Ôn Nhược Hà trên đầu. Ôn Nhược Hà muốn phản kháng, bị Lôi Hạo một bả mở ra. Một to lớn sợ hãi theo sau hối hận, từ Ôn Nhược Hà trong đáy lòng đầu thăng lên. Đúng vậy, hắn hối hận. Nhớ kỹ thê tử Uông Oánh Hà sớm liền cùng hắn nói qua, Lôi Hạo cái này nhân loại, không đáng tin. Tuy là Lôi Hạo có mạnh vô cùng thiên phú, thế nhưng một thân phẩm thực sự khá thấp kém. Cùng Giang Sách hoàn toàn là một cái thiên một cái địa. Bọn họ đã sớm nên về hưu. Bọn họ cũng không phải cùng Giang Sách quyết liệt. Tuyển trạch Lôi Hạo, là Ôn Nhược Hà đời này đã làm nhất quyết định sai lầm. Thế nhưng lúc này đã trễ. Chỉ thấy Lôi Hạo bấm lên Ôn Nhược Hà đầu, một tay cắm vào túi tiền, cười hắc hắc nói, sư phụ, năm đó ngươi phản bội sư đệ của ngươi, hiện tại lại tàn hại đồ đệ của ngươi, có phải hay không theo ta hiện tại giống nhau? Cảm thấy rất kích thích rất thoải mái a.
Ôn Nhược Hà nói không ra lời. Cách ngôn nói cho cùng, thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo, chỉ mong tới sớm cùng tới chậm. Sẽ có kết quả như vậy, cũng là hắn tự tìm. Sư phụ, người ngủ yên a. Lôi Hạo bấm lên Ôn Nhược Hà đầu, hung hăng hướng phía sau lưng đại thụ làm đập tới, bịch một cái ót trực tiếp liền đập vào trên cây khô. Trong nháy mắt, tiên huyết tiêu xạ đi ra. Người, chết tại chỗ. Ôn Nhược Hà ở tử vong trước, mắt nhìn bầu trời, tựa hồ chứng kiến trong bầu trời chậm rãi nổi lên một khuôn mặt quen thuộc. Giang Sách, là Giang Sách. Hắn nhớ lại lần đầu tiên cùng Giang Sách gặp mặt thời điểm tràng cảnh. Nhớ lại nỗ lực bồi dưỡng Giang Sách, giúp đỡ Giang Sách thượng vị thời điểm tràng cảnh. Nhớ lại, Sách Nhi, một tiếng thở nhẹ, là Ôn Nhược Hà trước khi chết cuối cùng niệm tưởng. Ầm một tiếng, Ôn Nhược Hà trực tiếp liền té lăn trên đất, triệt để không có khí tức. Lôi Hạo phủi một cái tay, hứ một ngụm, nói rằng, lão già kia, chỉ bằng ngươi cũng muốn tính toán ta. Ha ha, thật tình không biết tiểu gia ta cũng một mực đề phòng ngươi. Ngươi cho rằng người người đều là Giang Sách, có thể tùy ý ngươi bài bố sao? A phi, mắng xong, hắn xoay người rời đi. Trở lại khảo hạch tràng. 15 min thời gian nghỉ ngơi cũng đến rồi, theo tiếng chuông vang lên, bốn gã đi qua vòng thứ nhất người hợp lệ đồng thời leo lên sau cùng sân khấu. Quan khảo hạch lớn tiếng nói, phía dưới tiến hành đợt thứ hai khảo hạch, cũng là một vòng cuối cùng khảo hạch. Quy tắc rất đơn giản, ai có thể ở nơi này trên võ đài đứng ở cuối cùng, người đó chính là người thắng, người đó liền có thể thu được Tu La Chiến Thần, chức vị. Trở thành người trên người. Dưới một mảnh ủng hộ. Mỗi người đều nhìn chằm chằm trên đài, đợi chiến đấu sau cùng. Chỉ có Uông Oánh Hà nhìn chung quanh, không biết mình trưởng phu đi nơi nào, dựa theo đạo lý mà nói, trọng yếu như vậy trường hợp, Ôn Nhược Hà không có khả năng không đến a. Lão nhân, người đi đâu vậy? Khảo hạch viên công bố xong quy tắc tranh tài sau đó rồi rời đi sân khấu, đem sân khấu lưu cho sau cùng bốn gã người dự thi. Bọn họ đứng ở sân khấu bốn cái góc trên, lẫn nhau nhìn. Theo tiếng trống vang lên, thi đấu chính thức bắt đầu. Giang Sách cùng Lôi Hạo nhìn nhau, với nhau trong mắt đều chỉ có đối phương, hoàn toàn không đem hai người khác để vào mắt. Hai người khác cũng đều cố gắng hoảng sợ. Luận năng lực, bọn họ căn bản cũng không phải là Giang Sách, Lôi Hạo đối thủ. Nhưng bọn hắn lại không muốn buông tha, làm sao bây giờ? Một người trong đó cười quái dị vài tiếng, từ trong túi áo móc ra một xấp giấy tiền mặt, nói rằng, uy, ba người các ngươi nghe rõ ràng, chỉ cần các ngươi chủ động từ trên võ đài nhảy xuống, ta liền thưởng mỗi người các ngươi 10 triệu tiền mặt. 10 triệu. Trên võ đài còn lại ba người để ý. Lôi Hạo quay đầu nhìn hắn một cái, từ tốn nói, cho ngươi 3 giây đồng hồ, chính mình lăn xuống đi. Người nọ bị Lôi Hạo ánh mắt sợ đến đều nhanh muốn tè ra quần rồi. 3, 2, 1, Lôi Hạo đi phía trước mãnh đi hai bước, người nó gào khóc kêu loạn, xoay người liền từ trên võ đài nhảy xuống, căn bản là ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Phế vật, Lôi Hạo mắng một câu. Hắn vừa nhìn về phía sát vách một người, uy, người cũng nhanh lên cút xuống cho ta, có nghe hay không? Người nọ cười nhạt vài tiếng, người lại theo ta nói chuyện sao? Ngươi cũng không hỏi thăm một chút ba ta là người nào. Ngươi tính là gì? Không đợi hắn nói xong, Lôi Hạo một cái bước xa vào tới, một bà níu lấy hắn cần cổ. Ba ngươi là ai ta không biết, ta chỉ biết, ba ngươi lập tức sẽ tới cho ngươi nhặt xác. Nói xong, hắn cánh tay gác ở người nọ trên cổ, hai cánh tay trước sau đồng thời dùng sức, cùng cục một tiếng, liền đem cổ của người nọ cho vặn gãy. Trong nháy mắt, mệnh tang tại chỗ. Đi xuống đi. Lôi Hạo một cước liền đem thi thể của người kia từ trên võ đài cho đạp xuống. Thủ đoạn chi ngoan, dụng tâm ác độc, đều là chưa bao giờ nghe, thấy mọi người dưới đài đều sợ sờ cổ của mình một cái. Không nói khác, chỉ là cái này giết người không chớp mắt thủ đoạn, liền phù hợp Tu La, hai chữ. Được rồi, rốt cục thanh tĩnh. Lôi Hạo phủi một cái hai tay, hướng phía Giang Sách đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, sư huynh. Nói thật ngay từ đầu ta không có thấy thế nào đắc khởi ngươi, nhưng ngươi lần trước quả thực cho ta lộ một tay, chứng minh rồi ngươi mạnh hơn ta. Lợi hại. Trên cái thế giới này có thể để cho ta Lôi Hạo công nhận so với ta còn mạnh hơn nam nhân,
ngươi là duy nhất một cái. Lôi Hạo đứng vững cước bộ, thế nhưng ta sẽ không vĩnh viễn ở ngươi phía dưới, Giang Sách, nhìn kỹ, ta đây đoạn thời gian trưởng thành đến rồi kinh khủng bực nào cảnh giới. Và NBSP, thình thịch, hắn giống như là sư tử thông thường, chợt đánh về phía Giang Sách, tốc độ cực nhanh không thể tưởng tượng nổi. Giang Sách vi vi híp dưới con mắt, thân thể hơi nghiêng, hai tay lúc lên lúc xuống giáp công, ở trong nháy mắt lại tránh được Lôi Hạo tay trái, cũng chặn tay phải của hắn. Ha ha, sư huynh, thực lực của ngươi quả nhiên cường đại. Trở lại, Lôi Hạo không ngừng phát động công kích, một đợt cao hơn một đợt, chiêu thức hung mãnh dị thường, nhìn dưới mọi người cả người bốc mồ hôi lạnh. Cái này, chính là chiến thần cấp bậc chiến đấu. Bọn họ dưới không ít người vốn còn muốn qua mình là có năng lực hay không làm chiến thần, lúc này chứng kiến Lôi Hạo công kích, đều không khỏi thở dài, hoàn hảo bọn họ không có tham gia thi đấu. Nếu như cùng Lôi Hạo đụng với, không ra ba chiêu sẽ mệnh tang tại chỗ. Tất cả mọi người thấy đặc sắc, chỉ có Uông Oánh Hà, Tả Khán Hữu Khán, chính là nhìn không thấy Ôn Nhược Hà thân ảnh, càng nghĩ càng thấy được kỳ quái. Lão nhân đi đâu vậy? Loại thời điểm này, hắn là sợ không dám nhìn. Không giống như là tính cách của hắn a. Uông Oánh Hà đứng dậy, ly khai chỗ ngồi, hướng phía Ôn Nhược Hà lúc đó phương hướng ly khai đi tới. Một đường đi một đường kêu một đường tìm. Rốt cục, khi nàng quẹo đi, đi tới một rừng cây nhỏ, thấy được Ôn Nhược Hà thân ảnh, nói đúng hơn, là thấy được Ôn Nhược Hà thi thể. Ôn Nhược Hà, thân dựa vào thân cây ngồi dưới đất, đầu cúi trên bờ vai, máu me khắp người, trên mặt đất đều bị huyết dịch ngâm đỏ. Lão nhân, Uông Oánh Hà hô to một tiếng, chạy mau tới. Lão nhân ngươi đừng làm ta sợ, tỉnh lại đi a lão nhân. Nàng lớn tiếng la lên, nhưng đã chết người làm sao có thể kêu tỉnh. Uông Oánh Hà ôm Ôn Nhược Hà thi thể, khóc thành lệ người, sau một lát, nàng xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói, là Lôi Hạo, nhất định là hắn. Lão nhân, ta đã sớm nói với ngươi rồi, không muốn đùa lửa, không nên tin na con dã lang, vì sao ngươi không phải không nghe. Ngươi có Giang Sách như vậy đồ đệ vẫn không biết, còn muốn đi tranh quyền đoạt thế, ngươi a. Uông Oánh Hà dụi dụi con mắt đứng lên. Lão nhân, ngươi không thể cứ như vậy chết vô ích rồi. Nàng nhanh lên đi trở về, lúc này Uông Oánh Hà trong lòng cũng chỉ có một tín niệm báo thù. Đương nhiên, nàng một cái đã có tuổi lão phụ nhân là không có khả năng giết được Lôi Hạo, nhưng nàng không được, có người giết được. Không là người khác, chính là lúc này cùng Lôi Hạo chiến đấu Giang Sách. Nàng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Giang Sách trên người. Rất nhanh, Uông Oánh Hà liền trở về nơi so tài, đứng ở dưới vũ đài la lớn, Sách Nhi, sư phụ ngươi hắn bị Lôi Hạo cái này kẻ xấu cho tàn nhẫn sát hại, ngươi muốn thay sư phụ ngươi báo thù a? Sư phụ, hắn. Giang Sách thần tình trong nháy mắt lại có chút dại ra, đây là hắn quá khứ chẳng bao giờ xuất hiện qua dáng vẻ. Tuy là cùng Ôn Nhược Hà mâu thuẫn đè ép phi thường sâu. Thế nhưng, Giang Sách cùng Ôn Nhược Hà dù sao cũng là thầy trò. Dù sao từng có một đoạn tốt đẹp chính là đã qua, dù sao cũng là Ôn Nhược Hà tự tay đem Giang Sách cho bồi dưỡng. Hận thuộc về hận, ân tình vẫn là khó có thể quên được. Giang Sách nhắm hai mắt lại, vi vi ngẩng đầu lên, giải quyết phẫn hận trong lòng tình. Ôn Nhược Hà tính kế tính tới tính lui, chung quy là không có có tính toán đến chính mình, làm sao cũng không nghĩ ra chính hắn cư nhiên biết lấy phương thức như vậy qua đời. Cho nên cách ngôn nói cho cùng, đúng lúc hưởng lạc. Không muốn luôn là đi chờ mong ngày mai, bởi vì ngươi không nhất định thật sự có ngày mai. Mở mắt ra. Giang Sách nhìn về phía Lôi Hạo, vì sao làm như vậy? Lôi Hạo nở nụ cười, hắn mở ra hai cánh tay nói rằng, vì sao? Còn phải hỏi sao, lẽ nào ta cũng muốn giống như ngươi cả đời đều chịu đến Ôn Nhược Hà khống chế? Giang Sách, ngươi được cảm tạ ta. Ta nhưng là thật thật tại tại giúp ngươi trừ đi một cái đại phiền toái a. Nếu như không phải ta, ngươi không biết muốn bị Ôn Nhược Hà cho tính toán tới khi nào. Những lời này thật đúng là một câu lời nói thật. Ôn Nhược Hà bất tử, nhất định sẽ cả đời tính toán Giang Sách. Cho nên, đây cũng tính là giúp Giang Sách một bả. Giang Sách lắc đầu cười khổ, ngữ khí trầm trọng nói, mặc kệ có hay không sư phụ mối thù này. Người ta ngày hôm nay đều chỉ có một người sẽ sống sót. Lôi Hạo gật đầu,
tuy là ta với ngươi bình thường ý kiến không hợp, thế nhưng ngươi những lời này ta đồng ý. Giang Sách, từ ta đi lên lôi đài giờ khắc này, sẽ không nghĩ để cho ngươi sống sót. Tốt, khẩu khí thật lớn. Lần đầu tiên, Giang Sách bày ra chăm chú trạng thái, hắn hai mắt khát gao tập trung lôi hạo. Động nhược thỏ chạy. Tăng một cái, Giang Sách liền nhảy tót lên rồi lôi hạo bên người, tốc độ kia, nhanh đến ngay cả mắt thường đều theo không kịp. Lôi hạo cho là hắn tốc độ đã quá nhanh, thế nhưng ở Giang Sách trước mặt, vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. Làm sao? Không đợi lôi hạo phản ứng kịp, Giang Sách nắm đấm đã đập ra ngoài. Thình thịch, nắm tay kết kết thật thật đập tại lôi hạo trên vai, trong nháy mắt, bờ vai của hắn liền chật khớp. Vẫn chưa xong. Giang Sách chợt nhảy, sau đó thân thể nặng nề ép xuống, hai đầu gối đụng tại lôi hạo tả hữu trước ngực, bịch một cái, trực tiếp đem hắn đụng đi ra ngoài xa 7, 8 mét. Lôi hạo dùng rằng đứng lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Giang Sách căn bản không cho hắn thời gian nghỉ ngơi, nhanh như tia chớp đi tới trước mặt, một quyền tiếp lấy một quyền, giống như là mưa rơi rậm rạp chẳng chịt rơi tại lôi hạo trên thân thể. Ngạch a! Lôi hạo phát sinh tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Huấn luyện lâu như vậy, hắn vẫn không có thể theo kịp Giang Sách bộ pháp, thực lực của người đàn ông này quả thực quá kinh khủng. Không thắng được. Đây là lôi hạo ý tưởng chân thật nhất. Ngược lại, Giang Sách một cước nhét tại lôi hạo phía sau lưng, chỉ thấy lôi hạo trực tiếp liền bay ra ngoài, nặng nề quỳ rạp trên mặt đất, hấp hối. Vốn tưởng rằng thế quân lực địch một trận chiến đấu, thật không ngờ cư nhiên biết bày biện ra nghiêng về một phía tư thế. Giang Sách thực lực, vượt qua lôi hạo nhiều lắm. Dưới này sáng sớm đã bị đào thải người dự thi, mỗi một người đều xoa mồ hôi lạnh, khá lắm, đây đều là cấp bậc gì chiến đấu a? Đổi thành bọn họ, sớm đã bị đánh ra mễ điền cộng rồi. Sư huynh, thực lực của ngươi, quả nhiên đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng, đệ nhất thiên hạ, không có nghĩa là ngươi là có thể thắng ta. Trước mắt bao người, lôi hạo từ trong túi tiền móc ra một cái hộp thuốc tử, sau đó ngẩng đầu lên, cô lỗ đem toàn bộ 5 mảnh thuốc đều đổ đi vào. Ôn Nhược Hà đã cảnh cáo hắn, tối đa chỉ có thể ăn 3 mảnh. Nhưng lôi hạo như thế nào có thể sẽ nghe? Nếu như thực sự chỉ có thể ăn 3 mảnh, Ôn Nhược Hà vì sao lại phải cho 5 mảnh, mà không phải cho 3 mảnh liền xong chuyện? Nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là Ôn Nhược Hà cho rằng 3 mảnh tuyệt đối không thắng được Giang Sách, cho nên ngay từ đầu liền chuẩn bị rồi 5 mảnh, mặc dù là hao hết lôi hạo toàn bộ thân thể cơ năng, cũng muốn chí Giang Sách vào chỗ chết. Từ từ, lôi hạo bò dậy. Dược vật đưa hắn ở trong thân thể cơ năng toàn bộ đều điều động, hắn hiện tại, sẽ không đau nhức, trong đầu chỉ có một ý tưởng, chiến đấu. Lôi hạo xoay người nhìn về phía Giang Sách, nhếch môi vừa cười vừa nói, sư huynh. Dược vật này nhưng là sư phụ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Hắn sợ ta giết không chết ngươi, cho nên chuẩn bị những thuốc này, hiện tại, ngươi còn muốn báo thù cho hắn sao? Hỏi lời này quá ghim tâm. Đúng vậy, có ai nguyện ý thay một cái thời thời khắc khắc muốn giết chết người của chính mình báo thù? Coi như thầy trò cảm tình tái sinh, Na Giang Sách cũng không phải thánh nhân a. Lúc này, có người ở đài dưới hô, uy, quan khảo hạch. Vậy làm sao còn có thể hạp dược a? Chưa tính là trái với quy tắc sao? Quan khảo hạch như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn đi tới nói rằng, lôi hạo, người trái với quy tắc dùng thuốc cấm, hiện tại cướp đoạt khảo hạch của ngươi tư cách, rời đi nơi này. Cướp đoạt khảo hạch của ta tư cách. Lôi hạo một tay nâng trán, ngẩng đầu lên cười ha ha. Đừng làm rộn, người nghĩ rằng ta sẽ để ý cái này phá khảo hạch tư cách sao? Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ như vậy phải làm chiến thần sao? Ta muốn, chỉ là chiến thắng Giang Sách. Nói, lôi hạo một cái bước xa đi tới quan khảo hạch trước mặt, dùng sức vỗ, Na quan khảo hạch đầu hợp với cái cổ vòng vo 3 vòng, chết tại chỗ. Điên rồi. Lôi hạo đã triệt để điên rồi. Hắn hoàn toàn không để bụng sẽ có dạng hậu quả gì, không để bụng mình là không phải sẽ chết, hắn quan tâm, chỉ là có thể hay không thắng Giang Sách. Dù cho chỉ thắng một lần, cũng đủ rồi. Sư huynh, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, tiếp tục a. Lôi hạo xông tới, một quyền đập ra. Giang Sách hai tay đánh ra, với hắn đối kháng, dựa theo bình thường nhịp điệu,
Giang Sách có thể dễ như trở bàn tay hóa giải lần công kích này, nhưng người nào có thể nghĩ đến, Giang Sách giống như là bị xe tải lớn đụng vào một cái dạng, trong nháy mắt bay ra ngoài xa 7, 8 mét. Phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Sao lại thế? Giang Sách tương đương kinh ngạc, lúc này Lôi Hạo lực lượng đã lớn đến ngay cả Giang Sách đều không thể chống lại tình trạng. Nhất định chính là cái quái vật. Lôi Hạo cười ha ha, lực lượng, ta cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, liên tục không ngừng hiện ra tới. Giang Sách nói rằng, những dược vật này chi nhiều hơn thu thân thể ngươi cơ năng, hiện tại lực lượng ngươi dâng trào, nhưng thân thể cơ năng toàn bộ hao hết sau đó, ngươi chắc chắn phải chết, hà tất như vậy. Lôi Hạo vung tay lên, có chết hay không gì gì đó ta không để bụng, sư huynh, ta chỉ quan tâm có thể hay không thắng ngươi. Hắn lại một lần nữa vào tới, một quyền đập ra. Có lần trước giáo huấn, lúc này đây Giang Sách không có trực tiếp đi đón đỡ, mà là lắc mình tránh né, nhưng vừa vặn né tránh, Lôi Hạo nắm đấm lại nữa rồi. Chuyện gì xảy ra a sư huynh, tốc độ của ngươi dường như trở nên chậm a. Bịch một cái, Giang Sách kết kết thật thật đã trúng Lôi Hạo một quyền, lăn dưới đất. Lôi Hạo liêu lại tóc, ai nha xin lỗi. Không phải sư huynh tốc độ của ngươi trở nên chậm, mà là ta tốc độ thay đổi nhanh. Lang giã tính ở Lôi Hạo trên người triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bất luận kẻ nào đụng tới hắn cũng có bị kéo thành mảnh nhỏ, mặc dù là tu la chiến thần, ở nơi này con dã lang trước mặt cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đây là một mặc dù là chết, cũng muốn với người dùng hết một miếng cuối cùng tức giận người điên. Dưới mọi người nhao nhao nuốt nước miếng một cái. Thật là khủng khiếp. Hoàn hảo bọn họ không có chiến đấu đến cuối cùng, nếu không, không biết sẽ bị Lôi Hạo cho xé rách thành bao nhiêu mảnh nhỏ. Trong đám người, Cừu Trắng sắc mặt trắng bệch. Hắn biết bây giờ Giang Sách đã sắp muốn dầu hết đèn tắt. Ngày hôm trước Giang Sách sau khi trúng độc, vì tống ra độc tố, đã hao phí đại lượng thể lực, thân thể uể oải bất kham, căn bản là còn không có khôi phục lại. Mặc dù ngày hôm qua nghỉ ngơi cả ngày, ăn thật nhiều thuốc bổ, nhưng đại thương mới khỏi chính hắn, cũng chỉ có bình thường 7 phần thực lực. Thể năng cũng là một vĩ đại vấn đề. Vốn là chuẩn bị một hơi thở giải quyết chiến đấu, ai có thể nghĩ đến, lại bị Lôi Hạo lôi vào đến rồi, đánh thêm giờ. Hết lần này tới lần khác, Lôi Hạo còn dựa vào dược vật thôi phát, biến thành vô địch tồn tại. Đối mặt như vậy Lôi Hạo, Giang Sách vốn là rơi xuống hạ phong, huống chi thể năng cũng không chịu nổi. Thất bại sẽ trở thành kết cục đã định. Bại, sẽ chết. Cừu Trắng cắn răng, hắn đã làm xong tùy thời xông lên lôi đài chuẩn bị. Mặc dù cũng bị Giang Sách mắng chửi, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn Giang Sách bị người đánh chết tươi. Thông suốt, Cừu Trắng nhất định phải cứu ngươi. Trên lôi đài, Giang Sách bò dậy, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được hô hấp nặng thêm, ướt đẫm mồ hôi phía sau lưng. Lôi Hạo hoảng liễu hoảng cổ tay, vừa cười vừa nói, làm sao, sư huynh ngươi thật giống như trạng thái không đúng lắm a. À hát, ta nhớ ra rồi, sư phụ ngày hôm trước dường như mời ngươi uống qua trà, na trà không quá dễ uống a. Rõ ràng, Lôi Hạo là nhìn ra đầu mối. Giang Sách hít thở sâu một hơi, đứng vững thân thể, bày ra tiếp tục chiến đấu tư thế. Yêu, còn có thể đánh. Không hổ là sư huynh. Lực ý chí thực sự là ngoan cường a, thực sự là gọi người cảm động. Nhưng ta chính là không quen nhìn ngươi bộ dáng này. Đi chết đi cho ta. Lôi Hạo vào tới, tốc độ nhanh đến Giang Sách căn bản là phản ứng không kịp nữa, một quyền liền hướng phía Giang Sách huyệt thái dương đập tới. Tránh là tới không kịp. Giang Sách giơ lên cánh tay ngăn cản Lôi Hạo công kích, đồng thời, hắn cái tay còn lại đập vào Lôi Hạo vai. Thình thịch, thình thịch. Loại này đấu dao găm một dạng phương thức chiến đấu hiển nhiên đối với Giang Sách bất lợi. Lôi Hạo một quyền trực tiếp đem Giang Sách một cánh tay đánh cho chật khớp, trực tiếp không dơ nổi, mà Lôi Hạo đã trúng Giang Sách một quyền, căn bản cũng không đau không phải ngứa. Hắn ha hả nói rằng, sư huynh, ngươi ở đây để làm chi? Cho ta cù lét sao? Vừa dứt lời, Lôi Hạo lại một lần nữa xông tới. Lại một lần nữa, Giang Sách với hắn, đấu dao găm. Lôi Hạo cho Giang Sách một quyền, Giang Sách còn Lôi Hạo một cước, song phương như vậy tới lui lui mấy hiệp. Nếu như là dưới trạng thái bình thường, liều mạng như vậy lưỡi lê,
hai người đều sẽ vết thương chồng chất. Vấn đề là, bây giờ Lôi Hạo nằm ở vô địch trạng thái, dược vật còn đang không ngừng thôi phát thân thể cơ năng, làm cho hắn không cảm giác bất luận cái gì đau đớn, lực lượng liên tục không ngừng hiện ra tới. Nhìn nữa Giang Sách, toàn thân sẽ không có một khối địa phương tốt rồi. Lôi Hạo phủi một cái thân thể, giễu cợt nói, sư huynh, chuyện này căn bản là không giống như là ngươi nên có thực lực a. Quả đấm của ngươi giống như là cây bông giống nhau, đánh vào trên người ta căn bản cũng không đau nhức không phải ngứa. Sư huynh, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Cái này trận chiến cuối cùng, ta cư nhiên biết lấy, nghiền ép, phương thức thủ thắng, thật là một điểm ý tứ cũng không có. Nói cái gì tu la chiến thần vô địch thiên hạ, a phi, kết quả là cũng bất quá như vậy. Dưới cửu trắng nghe không nổi nữa. Hắn chỉ vào Lôi Hạo mắng, ngươi dùng thuốc cấm để thăng thể năng, có gì tài ba. Có năng lực chịu đựng, ngươi công bình công chính theo chúng ta thống suốt đánh một trận a. Lôi Hạo nghe xong, cười đều giả nói, ta sẽ không công bằng không công chính rồi, ngươi có thể làm gì ta a. Cửu trắng nóng nảy, ngươi đã phá hư quy củ, chúng ta đây cũng không còn cần phải tuân thủ quy củ. Nói. Hắn sẽ lên đài trợ giúp Giang Sách. Cửu trắng. Giang Sách hét lớn một tiếng, ngăn trở cửu trắng cử động. Hắn nói rằng, cửu trắng, đây là ta chiến đấu, đây càng là hướng ta khảo nghiệm. Mất đi đồ đạc nếu như dễ dàng như vậy là có thể cầm về nói, ta thì càng sẽ không biết đi quý trọng. Nếu muốn lấy lại tới, nhân thể cần phải trả giá gấp trăm lần nghìn lần nỗ lực. Lão thiên gia cho ta như vậy tôi luyện. Ngươi nên thay ta cảm thấy vui vẻ mới là. Vừa nói, Giang Sách vừa giãy giụa lấy đứng lên. Cửu trắng nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, hắn biết, thời khắc này Giang Sách đã không có một tia một hào khí lực, có thể đứng lên tới, cũng đã là cố gắng lớn nhất. Đừng nói chiến đấu, cho dù là phong hơi lớn một điểm, đều sẽ đem Giang Sách cho thổi ngã a. Cửu trắng nhanh khóc. Giang Sách không cho hắn leo lên lôi đài, đây cũng là ý nghĩa. Giang Sách đã làm xong liều chết chuẩn bị. Giống như hắn như vậy nam tử, thà rằng chết ở trên chiến trường, cũng tuyệt đối sẽ không muốn người khác hỗ trợ. Thống suất, cửu trắng hô to, lòng nóng như lửa đốt, nhưng là vừa không làm sao được. Lôi Hạo ngẩng đầu lên cười ha ha, hắn chỉ vào Giang Sách nói rằng, sư huynh, người phẩm chất thật là ni mã cao thượng. Giống như người vậy nam nhân, mới thật sự là binh giả, đẹp trai giả. Cũng chỉ có người như ngươi, ta giết mới có cảm giác thành tựu. Giang Sách cười lạnh một tiếng. Giết ta. Lôi Hạo, ngươi mãi mãi cũng chẳng qua là ta chính là thủ hạ bại tướng, không giết chết được ta. Ta đếm tới ba, ngươi sẽ thấy cũng không bò dậy nổi. Lôi Hạo nghe xong, càng thêm cười đến phóng đãng lên, hắn giang hai cánh tay nói rằng, sư huynh, không nghĩ tới ngươi đồ mặt dày bản lĩnh cũng như vậy lợi hại. Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, đừng nói theo ta chiến đấu, ngươi có thể kiên trì đứng sẽ rất khó. Chỉ ngươi hiện tại này tấm thân thể, lấy cái gì đánh với ta? Giang Sách cười ha ha, ngươi không tin, chúng ta đây thử xem. Ok, Lôi Hạo hai tay khoanh đứng tại chỗ, tới, ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm sao đánh bại ta. Giang Sách thở hổn hển mấy cái, bắt đầu kêu cân nhắc. 3. 2. Hắn cùng Lôi Hạo bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn chằm chằm Lôi Hạo. Không có ai tin tưởng Giang Sách biết đánh bại Lôi Hạo, nhưng mọi người lại chờ mong kỳ tích biết thực sự phát sinh, mâu thuẫn mà củ kết tâm tình không ngừng đan vào một chỗ. 1. Giang Sách báo ra người cuối cùng chữ số. Phong khinh vân đạm. Hiện trường không có biến hóa chút nào, Giang Sách ngoại trừ điểm số ở ngoài cũng không có bất kỳ động tác. Cho nên... Kỳ tích cuối cùng là không có phát sinh, kết quả là Giang Sách cũng chỉ là đang hù dọa người mà thôi. Lôi Hạo hoạt động hạ thủ chân, vừa đi vừa nói chuyện, sư huynh, người siếc chơi xong a. Hiện tại ta sẽ đưa ngươi lên đường, cúi chào. Vừa mới dứt lời, đột nhiên, Lôi Hạo cảm giác toàn thân đau đớn, đầu óc ảm đạm. Sao lại thế? Không chờ hắn phản ứng kịp, liền ầm một tiếng té xuống đất, không ngừng co quắp, cũng nữa không bò dậy nổi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Kỳ tích, thực sự xảy ra. Toàn trường người ngây tại chỗ, mỗi một người đều không hiểu tại sao phải biến thành cái dạng này. Vừa mới hoàn sinh long hoạt hổ, kêu đánh tiếng kêu giết Lôi Hạo,
làm sao lại lập tức ngã sấp xuống không đứng dậy nổi. Cũng không còn xem Giang Sách có bất kỳ công kích a. Chẳng lẽ là đạp cái đinh, bay hơi rồi. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là vẻ mặt mộng bức, tương đương không hiểu. Cừu trắng tuy là cũng không hiểu, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là cảm thấy vui vẻ, vốn tưởng rằng Giang Sách đều làm xong liều chết chuẩn bị, không nghĩ tới Sơn cùng Thủy Tận Nghi không đường, hy vọng lại một thôn, thành công vặn trở về. Thống suất, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ thắng. Sau khi thắng mới nói như vậy, không khỏi có điểm mã hậu pháo. Trên lôi đài, Lôi Hạo quỳ rạp trên mặt đất, dùng hết tia khí lực cuối cùng, hỏi, vì sao? Giang Sách thở ra một hơi dài, cười giải thích, ta đã sớm nói với ngươi rồi, lực lượng của ngươi không phải ngươi, chỉ là đi qua dược vật thôi phát thân thể cơ năng, đem những địa phương khác năng lượng toàn bộ đều dùng để chiến đấu. Một ngày lực lượng hao hết, không cần bất luận kẻ nào xuất thủ, ngươi sẽ ngã xuống không lên nổi. Lôi Hạo nói rằng, điểm này ta tự biết, vấn đề là, ta rõ ràng coi là tốt thời gian, ta chỉ ít còn có thể kiên trì nữa 3 min mới đúng, tại sao phải nói trước? Đây là Lôi Hạo không hiểu địa phương. Giang Sách nhìn Lôi Hạo, cứ như vậy nhìn, sau một lát, hắn hỏi một vấn đề, Lôi Hạo, người biết ta ngoại trừ binh giả thân phận ở ngoài, còn có cái gì thân phận sao? Cái gì? Ta, vẫn là một cái bác sĩ. Lôi Hạo chau mày, đây cũng cùng bác sĩ có quan hệ gì? Giang Sách giải thích, chính là bởi vì ta là thầy thuốc duyên cớ, ta biết thân thể ngươi năng lượng là như thế nào bị dược vật kích thích ra, lại là từ chỗ nào kích thích ra. Cho nên, ta liền đối với ngươi thân thể các huyệt đạo làm một ít nho nhỏ thủ đoạn, để cho ngươi năng lượng tán phát nhanh hơn, lấy thì ra tốc độ gấp 10 lần tỏa ra. Cái gì? Lôi Hạo con mắt trừng lớn, hắn căn bản không có nghĩ đến Giang Sách cư nhiên đùa như thế âm. Bất quá! Là lúc nào động tay chân? Hơi chút tự hỏi một chút, Lôi Hạo liền biết, đấu dao găm. Không sai, chính là đấu dao găm thời điểm. Giang Sách nắm đấm nhìn qua mềm mại vô lực, nhưng trên thực tế, Giang Sách bản ý cũng không phải là muốn đi qua nắm tay cho Lôi Hạo chế tạo thương tổn, bởi vì Giang Sách cũng biết, thời điểm đó Lôi Hạo nằm ở vô địch trạng thái, lại làm lớn khí lực cũng là chuyện vô bổ. Cho nên Giang Sách đấu dao găm mục đích, là công đánh Lôi Hạo trên người các huyệt đạo, làm cho hắn cơ năng thôi phát nhanh hơn, lấy tốc độ gấp 10 lần sói mòn. Nguyên bản dựa theo Lôi Hạo tính toán, còn có thể nhiều kiên trì 3 phút. Thế nhưng đang bị Giang Sách từng dở trò sau đó, cái này 3 phút thời gian sẽ không tồn tại. Cho nên, Giang Sách ở trên lôi đài từng cái cử động đều cũng có ý nghĩa tồn tại, mặc dù là đấu dao găm loại này nhìn qua phi thường vụng về phương thức chiến đấu. Cũng là có kỳ đặc thù ý nghĩa tồn tại. Lôi Hạo cho là mình chiếm phía, chẳng phải biết đã sớm rơi vào rồi Giang Sách trong bẫy dập. Hạp dược đều đánh không thắng. Thực sự là thất bại a. Lôi Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, Giang Sách, ta phục rồi, người ti em đúng là cái quái vật, cũng chỉ có như ngươi vậy nam nhân xứng đôi, tu la chiến thần, xưng hào, lão tử chết ở trên tay của ngươi, đáng giá. Ha 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 ha. Ha 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 ha, ở từng tiếng thét dài trong, Lôi Hạo thân thể cơ năng triệt để hao hết, dầu hết đèn tắt, tại chỗ tắt thở. Chết! Dã lang, chết! Giang Sách thở phào nhẹ nhõm. Phun ra một ngụm máu tươi. Một trận chiến này, là hắn đời này trước mắt mới chỉ gian khổ nhất đánh một trận, lần đầu tiên có người đem Giang Sách bước cho trên tuyệt cảnh, ngay cả đứng khí lực đều nhanh nếu không có rồi. Vậy bây giờ... Tràng diện kỳ thực có điểm xấu hổ. Giang Sách chống được cuối cùng, vốn nên thuận lợi trở thành tu la chiến thần, tiếp thu phong hào, cầm lại mất đi chức vị. Vấn đề là, quan khảo hạch chết, ai tới chủ trì đại cuộc? Đại gia hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Lúc này, một cái tròm râu bạc phơ lão giả từ người sau đi ra, hắn chắp hai tay sau lưng, một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Là Trung lão. Có người nhận ra, không đúng, chắc là không có ai không biết. Trung lão, mặc dù bây giờ chỉ là nhất giới thảo dân, nhưng không người nào dám đối với hắn không cần khách khí, hiện trường không biết lại có bao nhiêu người đều là hắn một tay mang ra ngoài. Trung lão đi lên lôi đài. Hắn nhìn Giang Sách, đầy mắt vẻ vui mừng, cái này vãn bối, là hắn cuộc đời này đã gặp ưu tú nhất vãn bối. Giang Sách,
người quả nhiên không làm lão phu thất vọng. Trung lão hướng về phía người ở dưới đài nói rằng, bởi quan khảo hạch chết, hiện tại, tạm thời có lão phu để thay thế quan khảo hạch cho Giang Sách trao tặng phong hào cùng chức vị, các loại quay đầu lão phu lại theo tổ chức hồi báo, có người có ý kiến gì không? Có ai ý kiến? Cũng không có. Trước không nói Trung lão địa vị tại nơi, chỉ là Giang Sách na chấn động toàn trường thực lực, cũng đủ để xưng là tu la chiến thần. Nguyên bản rất nhiều đối với Giang Sách còn có điều không phục người, lúc này đều bị Giang Sách thực lực cho chấn nhiếp, đối với Giang Sách phục sát đất. Nếu như trên cái thế giới này có lại chỉ có một người xưng là tu la chiến thần, vậy người này chỉ có thể là Giang Sách, không làm người khác nghĩ. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy cứ quyết định như vậy. Trung lão đi tới, từ quan khảo hạch trong thi thể xuất ra nhất phương ấn soái, đi tới Giang Sách trước mặt. Nhiều năm trước, ngươi trẻ tuổi nóng tính, hăng hái, là lão phu tự mình trao tặng ngươi, tu la chiến thần tên. Nhiều năm về sau, ngươi thành thục ổn trọng, kiên nghị không ngã, lại là lão phu tới vì ngươi thụ phong ấn, Giang Sách, lão phu với ngươi thật đúng là có chút hữu duyên a. Giang Sách cười cười, nói rằng, có thể cùng Trung lão hữu duyên, là vãn bối kiếp trước đã tu luyện có phúc. Trung lão sờ sờ râu mép, vậy cũng chưa chắc, người giống như ngươi Trung Chi Long, lão phu có thể với ngươi hữu duyên, nói không chừng là lão phu kiếp trước đã tu luyện duyên phận. Thương nghiệp lẫn nhau nâng đến này là ngừng. Trung lão giơ lên ấn soái, ngay ở đây mặt của mọi người nói rằng, hiện tại ta tuyên bố, từ Giang Sách kế nhiệm, tu la chiến thần, vị. Từ nay về sau, chấp trưởng trăm vạn hùng binh, làm tứ phương thống suất. Giang Sách, tiếp ấn soái. Giang Sách cường cắn răng, nửa quỳ đưa hai tay ra, thảo dân, bị thiên ân, tiếp lĩnh ấn soái. Ở vạn chúng trong chờ mong, Trung lão tướng soái ấn giao cho Giang Sách trong tay. Trong nháy mắt, toàn trường bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không phải suy. Đó là phát ra từ phế phủ tiếng vỗ tay. Là tâm phục khẩu phục tiếng vỗ tay, là vì Giang Sách cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào tiếng vỗ tay. Cừu trắng vỗ nhất dùng sức, gọi cũng lớn tiếng nhất, thay Giang Sách cũng thay chính hắn cảm thấy vui vẻ. Rốt cục chờ đến ngày này. Mất đi chức vị, mất đi quyền lực, giờ này khắc này, Giang Sách toàn bộ đều đoạt lại rồi. Tu la chiến thần, dục hỏa trùng sinh. Giang Sách nâng cao hai cánh tay, kéo ấn soái. La lớn, từ giờ trở đi, ta, Giang Sách, lần nữa nhặt chiến thần tên, địa ngục tu la, uống máu mà về. Ngày này, là vinh dự một ngày, Giang Sách đoạt lại hắn mất đi quyền lực. Anh hùng trở về. Thần La Thiên Trinh, quay về Giang Sách dưới trướng. Cừu trắng kích động lệ nóng doanh tròng, một lần nữa chứng kiến Giang Sách leo lên núi cao cảm giác, thật là quá tuyệt vời. Tiếng vỗ tay rằng có ước chừng được có 20 phút. Mới chậm rãi ngừng lại. Ở đây, không người không phải kính phục Giang Sách năng lực. Ho khan. Giang Sách ôm ngực ho khan vài tiếng, bị thương nặng khó nhịn, thắt lưng cũng đứng không phải thẳng. Cừu trắng nhanh lên chạy chậm đi tới, đỡ Giang Sách, thống suất, ta lập tức dẫn người đi Hồng Hội hiệu thuốc trị thương. Hắn vội vàng đem Giang Sách cho nâng đi. Vết thương cũ còn không có khôi phục, mới tổn thương lại vô cùng nghiêm trọng. Thời khắc này Giang Sách nói không chính xác biết sản sinh dạng gì bất lương tình huống, nếu là không chữa trị kịp thời, thậm chí có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đều tránh ra, tránh ra. Cừu trắng đỡ Giang Sách ly khai hiện trường. Trở lên xe, cừu trắng đạp cần ga một cái, xe nhanh chóng hành xử, trong thời gian ngắn nhất chạy tới Hồng Hội hiệu thuốc. Đừng Nguyên, chuẩn bị gian phòng. Sư phụ hắn lại bị thương. Đừng Nguyên vội vàng đem gian phòng thu thập xong, làm cho Giang Sách nằm ở trên giường, sau đó bắt đầu cho Giang Sách trị thương. Toàn bộ quá trình hao tốn được có mười mấy giờ, Đừng Nguyên cùng Mạc Thanh Tùng hai người thay phiên cho Giang Sách trị liệu, cuối cùng là đem Giang Sách toàn thân cao thấp thương thế đều cho ổn định lại. Mạc Thanh Tùng nói rằng, có thể đem Giang tiên sinh cho bị thương thành như vậy, khảo hạch tranh tài trình độ kịch liệt thực sự là đáng sợ. Quả thực đáng sợ. Hiện tại cừu trắng hồi tưởng lại xét Hạo Na hung ác dáng vẻ, đều sẽ sợ run lên. Từng ấy năm tới nay, xét Hạo thật là cừu trắng đã gặp địch nhân đáng sợ nhất rồi, cái loại này ngay cả mình mệnh đều bất cứ giá nào không muốn, sẽ đánh bại Giang Sách ngoan cường tín niệm, ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Giang Sách có thể đánh bại loại địch nhân này,
thật là khó có thể tưởng tượng kỳ tích. 3 ngày đi qua, ở Cừu Trắng, Đừng Nguyên đám người tỉ mỉ chiếu cố phía dưới, Giang Sách thương thế cuối cùng là khôi phục 5-6 thành, cuộc sống bình thường bắt đầu cuộc sống hàng ngày là không có vấn đề, nhưng muốn động quyền cước còn phải các loại một đoạn thời gian. Bất quá, bây giờ Giang Sách cũng không cần di chuyển quyền cước. Một lần nữa đoạt lại quyền lực hắn, lúc này trưởng khống toàn bộ thần La Thiên Trinh, ngay cả ngoại thành hộ vệ doanh cũng đều thuộc về đến rồi Giang Sách sổ sách dưới, ai ăn hùng tâm báo tử đảm dám cùng Giang Sách gọi nhịp. Ánh sáng mặt trời 3 sao. Mạc gia phụ tử đang ở trong điếm đầu đối với Hồng Hội hiệu thuốc trùng kiến tiến hành thương lượng thảo luận, chỉ thấy một chiếc hắc sắc xe có rèm che dừng ở cửa. Cửa xe mở ra, một cái tai to mặt lớn nam tử đi ra. Hắn phân nửa bên trái mặt của đều đỏ sưng lên tới. Người này, chính là ở khảo hạch tràng thượng bị Giang Sách cho đánh no đòn Hứa Tấn. Từ đã trúng Giang Sách một quyền, trên mặt của hắn đau rát, mấy ngày nay không biết nhìn bao nhiêu thầy thuốc, cũng đều không có gì khôi phục dấu hiệu. Bất đắc dĩ, hắn nhiều mặt hỏi thăm, biết Mạc Thanh Tùng y thuật cao siêu, lúc này mới tìm đến Mạc Thanh Tùng xem bệnh. Vừa vào đại môn, hắn liền gân giọng hô, người là Mạc Thanh Tùng a. Như thế bất tôn kính hành động của người ta, làm cho Mạc Thanh Tùng phi thường khó chịu, ngoài miệng không nói, nhưng trong đầu âm thầm khó chịu. Hắn đứng dậy nói rằng, ta chính là Mạc Thanh Tùng. Hứa Tấn nhất cái mông ngồi xuống, bụng mặt nói rằng, nghe nói y thuật của ngươi trình độ thật cao, tới, cho ta xem. Mạc Thanh Tùng sắc mặt càng thêm không vui. Bệnh nhân khác đến khám bệnh, đều là khách khí, Mạc thầy thuốc trưởng Mạc thầy thuốc ngắn, làm sao vị gia này thứ nhất là ngồi xuống, vênh mặt hất hàm sai khiến, khiến cho Mạc Thanh Tùng giống như là tiệm cơm tiểu hỏa kế giống nhau. Thật sự là có thể. Này để ý, Mạc Thanh Tùng vẻ này văn nhân ngạo khí lập tức đã bị kích phát ra, hắn vẩy vẩy tay áo tử, lạnh mặt nói, xin lỗi, ta không xem bệnh. Hứa Tấn nhất dưới liền ngây ngẩn cả người, hắc, ngươi cho thuốc phòng không xem bệnh, vậy ngươi mở giám hiệu thuốc A. Cái này lại không biết nói chuyện. Mạc Thanh Tùng nghe trong lòng khó chịu, nói rằng, Hồng Hội hiệu thuốc còn không có chính thức khai trương doanh nghiệp, chúng ta vẫn còn ở trùng kiến trong. Các loại chính thức khai trương tới phiên ngươi a. Đây là tương đương rõ ràng lệnh đuổi khách. Biết làm người, lúc này nói hai câu nói xin lỗi, xin người ta xem bệnh một chút liền xong chuyện. Nhưng Hứa Tấn không phải. Hắn đứng lên, khinh thường nói, được rồi, theo ta cái này giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Không phải là đòi tiền nha, lão tử có khi là. Nói, hắn tự tay móc ra một tờ chi phiếu vỗ lên bàn. Chỉ cần có thể đem bệnh của ta chữa lành, chi phiếu này lên chữ số, tùy ngươi làm sao viết. Mạc Thanh Tùng lạnh rên một tiếng, đây không phải là chuyện tiền. Ta nói, Hồng Hội hiệu thuốc còn không có chính thức doanh nghiệp, không tiếp nhận bệnh nhân, mời ly khai. Hứa Tấn nóng nảy. Hắn thân phận gì, một cái nho nhỏ bác sĩ, cư nhiên cũng dám dùng như vậy khẩu khí nói chuyện với hắn. Quả thực phản hắn. Mạc Thanh Tùng. Người một cái lão vương bát đản, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Ngày hôm nay ra bệnh này, người xem cũng phải xem, không nhìn cũng phải xem. Ta còn nói cho người biết, ngày hôm nay người nếu là không có thể đem ta đây bệnh cho nhìn kỹ, hanh, ta hiện tại liền tháo dỡ tiệm của ngươi cửa hàng, ta để cho ngươi trùng kiến cái rắm. Mạc Thanh Tùng nóng nảy. Nào có bá đạo như vậy nhân. Chỉ thấy Hứa Tấn nhất phất tay, những thủ hạ kia liền vọt vào. Từng cái huy động cánh tay, chỉ cần Hứa Tấn nhất tiếng ra lệnh, bọn họ sẽ đem hiện trường cho đập cho nát bét. Có cho hay không ta xem bệnh? Nói, nhược nhục cường thực cá lớn nuốt cá bé, Mạc Thanh Tùng chính là có nữ ngạo khí, cũng đánh không lại Hứa Tấn tài đại khí thô. Chỉ có thể nhận, đang ở Mạc Thanh Tùng không thể làm gì thời điểm, trong phòng cửa mở ra, Cừu Trắng mỉm cười đi ra. Đã xảy ra chuyện gì, làm sao động tĩnh lớn như vậy? Mạc Thanh Tùng thở dài, hắn biết Cừu Trắng khẳng định đều nghe, còn có cái gì tốt giải thích. Hứa Tấn nhìn thoáng qua Cừu Trắng, cảm giác khá quen, dường như ở địa phương nào thấy qua, thế nhưng một chốc lại muốn không đứng dậy. Hắn chỉ vào Cừu Trắng nói rằng, nơi đây đối với ngươi chuyện, đừng làm trở ngại lão tử xem bệnh, mau cút. Cừu Trắng sửng sốt một chút, nói rằng, Hồng Hội hiệu thuốc vẫn còn ở trong xây dựng, không tiếp nhận bệnh nhân, ngươi không biết sao.
Hứa Tấn nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu lên, khinh thường nhìn Cửu Trắng, quy củ đều là người định, mà lão tử, đó là có thể cải biến quy củ người. Cửu Trắng khẽ lắc đầu một cái, ta khuyên ngươi chính là đừng ở chỗ này gây chuyện thị phi rồi, Hồng Hội hiệu thuốc là buồng trong vị đại nhân vật kia bảo hộ, hiện tại vị đại nhân vật kia đang nghỉ ngơi, thừa dịp hắn còn không có nổi giận trước, ngươi đi nhanh lên đi. Đại nhân vật? Đại nhân vật gì? Hứa Tấn vui vẻ nói rằng, ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Còn lớn hơn nhân vật, chó má. Gọi ra ta xem một chút ha, chỉ cần hắn dám ra đây, ta đem hắn đầu nhét vào trong mông đít. Cửu Trắng thở dài, vị bên trong kia đại nhân vật thật không phải là ngươi chọc nổi, cần gì phải bị đuổi mà mắc cỡ. Hứa Tấn hứ một ngụm. Trên trời dưới đất, sẽ không có lão tử không chọc nổi. Hù dọa lão tử. Ha ha, chúng tiểu nhân, đập cho ta ngược lại muốn nhìn là vị nào đại nhân vật lão tử sẽ chọc cho không dậy nổi. Những thủ hạ kia vừa nghe đến Hứa Tấn mệnh lệnh, lập tức động thủ đập đồ đạc, đem trên bàn bày chai chai lọ lọ đều đập cái hy toái, bàn ghế càng là bị đạp gãy. Đừng đập, đừng đập. Mạc Thanh Tùng gấp đến độ cũng, nhưng hắn một ông già có thể làm sao bây giờ? Hứa Tấn vui vẻ nói rằng, lão tử hiện tại liền đập, thế nào, người nói vị đại nhân vật kia tại sao vẫn chưa ra a? Có phải hay không sợ đến không dám đi ra nha? Cửu Trắng thở dài. Có người a, chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đang làm chết sát biên giới điên cuồng thăm dò. Càng là nhắc nhở hắn, hắn còn càng là dũng cảm. Lúc này, trong phòng cửa phòng mở ra, Cửu Trắng nhìn thoáng qua, đối với Hứa Tấn nói rằng, ta nhắc nhở qua ngươi, là ngươi chính mình làm bậy, không oán ta được. Nói xong, Cửu Trắng lui sang một bên. Hứa Tấn khóe miệng vi kiều, một bộ căn bản không sợ dáng vẻ, phất phất tay. Đối với thủ hạ người nói, ta ngược lại muốn nhìn là vị nào đại nhân vật, ta có thể không thể trêu vào, chúng tiểu nhân, chuẩn bị xong, cho ta yên lành thống biển người đại nhân này vật. Là, tất cả thủ hạ đều xoa tay, chuẩn bị đánh nhau. Trong phòng cửa phòng triệt để mở ra, một cái sắc mặt hơi có chút tái nhợt nam tử đi ra. Hắn mặc một thân màu xám xanh trường sam, có vẻ như vậy tao nhã. Thế nhưng trong hai tròng mắt lại để lộ ra một cỗ ngoan kính. Hứa Tấn, đã lâu không gặp a. Giang Sách nhẹ nhàng nói một tiếng, tiện tay đem té xuống đất cái ghế cho phủ chính. Nhìn nữ Hứa Tấn, đã sợ đến hai chân như nhũn ra, mặt như xanh sao, hắn không ngừng nuốt nước miếng, đồng thời không biết vì sao, khi nhìn đến Giang Sách sau đó, cảm giác phân nửa bên trái mặt của đột nhiên rất đau. Hắn tự tay bụng mặt, cũng không dám thở mạnh. Nếu như nói trên cái thế giới này còn có ai làm cho hắn nhìn liền sợ, vậy có lại chỉ có một Giang Sách. Hắn quên không được ngày nào đó bị Giang Sách một quyền đánh vào trên tường tràng diện, không thể quên được Giang Sách đem xét hạo quái vật kia cho chế phục tràng diện, không thể quên được Giang Sách đoạt được Tu La danh hiệu chiến thần tràng diện. Hắn, sợ. Làm sao, sẽ là ngươi. Đều nói oan ra ngõ hẹp, lúc này đây Hứa Tấn là thật đụng vào trên họng súng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đường đường Tu La chiến thần, cư nhiên sẽ ở đây loại địa phương nghỉ ngơi. Giang Sách không phải hẳn là ở tại cấp 5 sao đại tử điếm, mời toàn cầu thầy thuốc giỏi nhất tự mình đăng môn xem bệnh mới đúng hả? Vì sao sẽ đến nơi đây a? Hứa Tấn bây giờ là muốn khóc cũng khóc không được. Cửu Trắng hỏi, cái này một vị đại nhân vật, còn vào ngài pháp nhãn sao? Nào chỉ là vào, nhất định chính là Hứa Tấn thiên. Lúc này, một gã thủ hạ đi tới hỏi, lão đại, muốn động thủ chơi chết hắn sao? Chơi chết hắn? Ha ha! Ngay cả vô địch xét hạo đều chết ở Giang Sách trên tay, người này chính là một cái quái vật, huống chi bây giờ Giang Sách là bực nào thân phận, há là hắn có thể tùy tiện động. Na thần La Thiên Trinh là trưng bày sao? 3. Hứa Tấn kết thật thật cho thủ hạ một cái tát, nổi giận nói, người một cái cẩu vật. Làm sao đối với chiến thần nói chuyện? Có muốn hay không mệnh? Thủ hạ che miệng thối lui đến một bên, rất là ủy khuất, vừa mới nói muốn động thủ chính là ngươi, hiện tại tại sao lại đột nhiên trở quẻ? Hứa Tấn quay đầu trở lại hướng về phía Giang Sách nhếch môi, cười xin lỗi cái kia. Chiến thần, thật là xin lỗi a, ta không biết cửa hàng này là ngài bảo hộ, vừa mới thật là có sở mạo phạm. Nếu như ta sáng sớm cũng biết ngài ở chỗ này,
coi như là cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng tuyệt đối không dám lỗ mãng. Cũng xin chiến thần đại nhân có đại lượng, tha ta đây một lần a, được không? Giang Sách mắt lạnh nhìn hắn, sau đó nhìn chung quanh một vòng. Những thứ kia làm sao đều bị đập bể. Hứa Tấn dọa cái giật mình, bồi, ta ngay lập tức sẽ bồi. Thường bao nhiêu? Chiến thần ngươi nói thường bao nhiêu thì thường bấy nhiêu. Thích hợp sao, đừng nói ta lừa ngươi a. Vậy làm sao sẽ, chiến thần ngươi muốn ta bồi, là để mắt ta, ta có thể thường tiền cho ngài là vinh hạnh của ta, làm sao có thể dùng, ngoa cái chữ này. Giang Sách gật đầu. Hắn thuận tay chỉ vào trên mặt đất ném hỏng này chai chai lọ lọ, những thứ này đều là Mạc gia tổ tiên lưu truyền xuống, mấy trăm năm đồ cổ, vẫn đủ đáng tiền. Như vậy đi, người bồi 100 triệu là được. 100 triệu. Hứa Tấn suýt chút nữa không có ngoác mồm kinh ngạc. Khi hắn là người ngu, tốt mông sao. Những thứ này căn bản cũng không phải là cái gì đồ cổ, tất cả đều là bên cạnh 3 năm khối hàng vỉa hè hàng. Có mặt trên còn viết, lò siêu sóng chuyên dụng, khả năng này là đồ cổ. Giang Sách vừa chỉ bị ném hư bàn ghế, những thứ này đều là từ bên trong hoàng cung lưu truyền tới, vật nào cũng là văn vật, có giá trị không nhỏ. Ngươi, lại bồi 100 triệu. Phốc, Hứa Tấn suýt chút nữa không có ói ra. Vẫn chưa xong, Giang Sách lại khắp nơi xem. Vẫn chưa xong, Hứa Tấn đầu óc đều nhanh muốn cháy khét rồi. Nhanh lên một chút hết a, thực sự không có nhiều tiền như vậy bồi a. Giang Sách nói rằng, Mạc lão bản lớn tuổi, người vừa mới đối với hắn tạo thành tâm lý thương tổn, sẽ ảnh hưởng thân thể hắn kiện khang, ý tứ một cái, bồi 50 triệu a. Ân, không sai biệt lắm còn gì nữa không? Hai ức ngũ thiên vạn, không nhiều lắm đâu. Hứa Tấn đặt mông ngồi trên mặt đất, không nhiều lắm. Ha ha, thật nói ra được a. Tuy là Hứa Tấn có tiền, nhưng là không phải như thế cái hoa pháp a. Hắn cho rằng bồi cái 30-50 vạn liền đính thiên, cái này Giang Sách cũng thật công phu sư tử ngoạp, một cái sẽ hai ức ngũ thiên vạn, là đem Hứa Tấn cho trở thành máy in rồi không? Làm sao, ngại nhiều sao? Hứa Tấn lại càng hoảng sợ, không nhiều lắm, tuyệt không nhiều, ta hiện tại liền trả thù lao. Sau đó, Hứa Tấn thực sự móc hai ức ngũ thiên vạn bồi thường cho rồi Mạc ra. Cái này Mạc Thanh Tùng trên mặt đều vui nở hoa rồi. Hắn chỉ vào bên trong phòng gì đó nói rằng, cái kia, ngài còn muốn đập sao? Mặc dù đập, ta không ngăn. Còn đập, không phải đập, không có tiền bồi. Hứa Tấn hoa hoa khóc lớn cái này ly khai Hồng Hội hiệu thuốc. Vốn là đến khám bệnh, kết quả bệnh không có xem trọng, còn trắng mất không rồi hai ức ngũ thiên vạn. Điều này làm cho Hứa Tấn hỏa công tâm, một bên khóc một bên đi trở về. Có một lần này giáo huấn, hắn đời này cũng không dám tùy tiện đánh đập đồ của người ta rồi. Về nhà, ta muốn về nhà. Hắc sắc xe có rèm che lái đi. Cừu trắng vui cười ha ha, hướng về phía Giang Sách giơ ngón tay cái lên, thống suất, cũng là người có bản lĩnh, vừa ra tới liền đem Na Hứa Tấn cho chế dễ bảo. Giang Sách khoát tay áo, loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó, là nên thu thập. Quay đầu trở lại. Hắn đối với Mạc Thanh Tùng nói rằng, Mạc lão bản, cái này hai ức ngũ thiên vạn người tốt nhất giữ lại, dùng cho Hồng Hội hiệu thuốc trùng kiến, ta phi thường hy vọng chứng kiến Mạc gia có thể mau sớm đứng lên. Mạc Thanh Tùng gật đầu, Giang tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem Mạc gia chấn hưng lên. Ân, nói xong, Giang Sách liền hướng ngoài phòng đi tới. Thống suất, người muốn đi đâu? Cừu trắng đi theo. Trở về công ty. Giang Sách từ tốn nói, đi ra nhiều ngày như vậy, không biết trong công ty có hay không xảy ra vấn đề, phải biết rằng, trọng môn khoa học kỹ thuật nhưng là vẫn luôn gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm không được khinh thường. Trọng môn khoa học kỹ thuật, phòng làm việc. Khải Thụy ngồi ở trên ghế salon, đang ở thận trọng trên bàn để bài, dựng một tòa bài cầu. Môn đẩy ra, Ngô lão gia đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, người đem chính mình đóng đã mấy ngày. Có khỏe không? Khải Thụy một bên bày bài một bên hồi đáp, thân thể vẫn là như cũ, không có gì đáng nói, chỉ là mấy ngày gần đây ta một mực muốn, phải như thế nào mới có thể giải quyết hết Giang Sách. Ngô lão gia ngồi ở đối diện với hắn, lắc đầu nói rằng, Giang Sách thực lực sâu không thấy đáy, có thể thật không phải là chúng ta có thể đối phó. Lão đại, ngươi chính là buông tha đi,
Lạch cạch. Khải Thụy tay run một cái, đụng phải bài cầu, tản một bàn. Hắn không cam lòng nói rằng, nghĩa phụ, người cam tâm sao? Rip Thù cứ tính như vậy. Ngô lão gia trầm mặc. Rip Thù đương nhiên không thể cứ tính như vậy, vấn đề là, bọn họ thực sự không phải Giang Sách đối thủ a. Khải Thụy tiếp tục nói, mỗi người đều có nhược điểm, Giang Sách là nhân không phải thần, nếu là người, liền nhất định sẽ có nhược điểm. Ngô lão gia lắc đầu, đi qua chuyện gần nhất, ta cảm thấy được Giang Sách căn bản không phải người, hắn chính là tu la chuyển thế, không tồn tại nhược điểm. Hắn không tồn tại nhược điểm, người đứng bên cạnh hắn cũng không tồn tại sao? Ân. Ngô lão gia rõ ràng nhận thấy được thoại lý hữu thoại, hỏi, ngươi lại muốn làm cái gì? Khải Thụy nói rằng, căn cứ sự điều tra của ta, trước đây Thịnh Nhạc khoa kỹ chi cho nên cường đại, tất cả đều là bởi vì, mà Hạ Thành, tồn tại. Ngô lão gia gật đầu, không sai, cho nên ta đã từng rất nỗ lực muốn biết mà Hạ Thành đích thực tình hình thực tế huống hồ, kết quả không đợi ta điều tra rõ ràng, mà Hạ Thành liền biến mất không thấy. Đúng vậy, Khải Thụy nói rằng, từ Giang Sách tiếp nhận sau đó, mà Hạ Thành cứ như vậy thần bí biến mất không thấy. Nhưng vấn đề là, mà Hạ Thành tuy là tiêu thất, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng thực lực chẳng những không có giảm thiểu, còn trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Ngô lão gia lại một lần nữa trầm mặc. Kỳ thực hắn cũng cho rằng mà Hạ Thành tiêu thất, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng sẽ trở nên suy yếu, kết quả sự thực với hắn nghĩ hoàn toàn ý tưởng. Khải Thụy nói rằng, mấu chốt của vấn đề điểm, nằm ở chỗ trên người một người. Người nào? Cự giải. Khải Thụy giải thích, cái này là cự giải nam nhân, là bây giờ bộ nghiên cứu chủ quản, là Giang Sách đoàn thể hạch tâm thân cây một trong. Cự giải, cửu trắng, mộc dương một, ba người trợ giúp Giang Sách gánh vác toàn bộ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng công tác. Có thể nói, bây giờ Giang Sách chính là một phủ trưởng quỹ, hắn mỗi ngày có thể chạy khắp nơi, cái gì cũng không làm, chỉ cần có ba người này ở, có thể rất tốt giúp hắn xử lý vấn đề. Ngô lão gia hé mắt. Hắn đại khái đã phỏng đoán đến Khải Thụy muốn làm gì. Hỏi hắn, ngươi là dự định từ nơi này ba người trên người động thủ sao? Đối phó Giang Sách không thực tế, vậy từ Giang Sách trọng dụng nhất ba người trên người hạ thủ, đúng là một cái rất tuyệt điểm quan trọng, giọt. Khải Thụy nói rằng, đúng vậy, ta chính là đánh như vậy coi là. Căn cứ sự điều tra của ta, ba người trong, cừu trắng là nhất chân thành, quanh năm đi theo Giang Sách bên người. Cơ bản không có bất luận cái gì chen chân chỗ trống. Mộc Dương một, hiện nay là công ty phó đồng, quyền cao chức trọng, cho hấp thụ ánh sáng độ rất cao, khó có thể tới gần không nói, một ngày có chút sơ suất, sẽ cho chúng ta mang đến khó có thể lường được ác liệt hậu quả. Cuối cùng, chính là cái này bộ nghiên cứu chủ quản cự giải. Khải Thụy vừa cười vừa nói, căn cứ sự điều tra của ta, cự giải là một cái kỹ thuật cuồng nhân. Hắn trên cơ bản không tham dự công ty bất luận cái gì tầng quản lý đích sự vật, một lòng một dạ làm nghiên cứu. Gần nhất khoa học kỹ thuật liên minh phương án, chính là hắn một tay làm ra. Chỉ cần có thể đem cái này nhân loại chế phục rồi, vậy thì đồng nghĩa với cắt đứt toàn bộ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cung huyết hệ thống, không còn có tân khoa kỹ năng, kỹ thuật mới, phương án mới có thể đi ra. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng sẽ rơi vào trì trệ không tiến trạng thái. Nghe giỏi phi thường. Ngô lão gia hỏi, vậy người định làm gì? Trực tiếp tìm người ám sát hắn sao? Phúc Khải Thụy nở nụ cười, nghĩa phụ, ta nhớ được ngươi dạy qua ta, hiện tại cái niên đại này, phải nhiều động não ít động thủ, đừng nhúc nhích bất động đánh liền đánh giết giết. Ngô lão gia cười khổ một tiếng, hảo hảo hảo, vậy ngươi có cao kiến gì a? Khải Thụy nói rằng, ta nói qua, mỗi người đều có nhược điểm, cự giải cũng là có nhược điểm. Chỉ cần có thể chính xác bắn trúng nhược điểm của hắn, là có thể đem hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngươi nghĩ dùng hắn là tính nguy hiểm quá, sợ nguy hiểm, nên cái gì sự tình đều làm không được thành. Khải Thụy cười lạnh một tiếng, nghĩa phụ ngươi yên tâm, cự giải nếu như người này không thể là bản thân ta sử dụng lời nói, ta đây sẽ giống như ngươi nói vậy, tìm người làm hắn. Bởi vì... Này trùng khoa học kỹ thuật nhân tài không thể là bản thân ta sử dụng lời nói, cũng kiên quyết không thể làm cho Giang Sách sử dụng. Ngô lão gia thở dài, lão đại, ngươi muốn làm cái gì phải đi làm a, nghĩa phụ ủng hộ ngươi. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ đem mình cho nhập vào.
ta sẽ chú ý. Hai người đang trò chuyện, một lần nữa mở ra, Lao Lôi đi tiến đến. Nàng hướng về phía phòng trong nói rằng, nghĩa phụ, đại ca, chúng ta đi ăn cơm đi. Tốt. Ngô lão gia đứng lên đi ra ngoài. Khải Thụy nhìn cửa Lao Kéo, trong ánh mắt đều là mến mộ ý, Lao Kéo, ta nhất định sẽ giết Giang Sách, thay ngươi ra cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cùng lúc đó, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chủ tịch bên trong phòng làm việc. Giang Sách vừa về tới công ty, bí thư Mầm Đồng liền đụng lên xem Tả Khán Hữu Khán, oa, Giang Đồng, nhiều ngày như vậy không thấy, làm sao cảm giác ngươi gầy đi thật nhiều a? Giang Sách khẽ cười nói, tao ngộ rồi một việc, không nhắc cũng được. Gần nhất công ty có khỏe không? Tốt, được rồi, cự giải làm cái kia phương án có kết quả, ngày hôm trước đã nghĩ tìm ngươi hội báo kia mà, vẫn luôn liên lạc không được ngươi. Ân, gọi hắn đến đây đi. Ok. Sau một lát, cự giải đi tới phòng làm việc. Hắn đem toàn bộ phương án đặt ở Giang Sách văn phòng trên bàn, hưng phấn nói, thống suất, có quan hệ khoa học kỹ thuật liên minh phương án, ta đã bắt tay vào làm khai kiền, đồng thời lấy được nhất định thành quả. Dựa theo tiến độ này xuống phía dưới, tin tưởng không ra một tháng, phương án có thể thuận lợi hoàn thành. Giang Sách nhìn một chút, đối với cái này chút khoa học kỹ thuật phương diện sự tình hắn hiểu không nhiều lắm. Bất quá, chỉ cần cự giải nói có thể hoàn thành, vậy nhất định có thể hoàn thành, đối với cự giải, Giang Sách là 100% yên tâm. Dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm đi. Giang Sách đem phương án trả lại cho cự giải, cũng dặn dò, ngươi cũng đừng chỉ lo vội vàng hạng mục, gần nhất phải nhiều chú ý thân thể. Ta biết rồi, cự giải lấy đi hạng mục phương án, ta đây tiếp tục làm việc mà đi rồi. Tốt, nhìn cự giải bóng lưng rời đi. Giang Sách phi thường vui mừng nói rằng, hắn thật đúng là một cái kỹ thuật cuồng ma, đầy đầu nghĩ đều là làm thế nào sự tình, người như vậy, hiện tại không thấy nhiều. Cửu Trắng mỉm cười ứng hòa nói, đúng vậy, cự giải giống như là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cung huyết hệ thống, thực sự khó có thể tưởng tượng mất đi hắn, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng sẽ biến thành cái dạng gì. Đêm khuya, ánh trăng sáng trong chiếu vào mặt đường lạnh như băng. Cự giải giúp xong một ngày làm việc. Ly khai công ty đại lâu. Hắn cũng không sốt ruột về nhà, một người hút thuốc đi ở dưới ánh trăng, hắn rất thích loại cảm giác này, điều này làm cho hắn vô cùng thả lỏng, có thể đủ tất cả thần chăm chú đi suy nghĩ như thế nào tiếp tục nghiên cứu phương hướng. Đang ở hắn đi trên đường thời điểm, một hồi xe minh thanh truyền đến, một chiếc đen nhánh xe con dừng ở bên người của hắn. Cửa xe mở ra, một gã mặc sơ mi hoa nam tử đối với cự giải nói rằng, ngài chính là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng bộ nghiên cứu chủ quản cự giải a. Lão đại chúng ta muốn với ngươi gặp mặt, theo chúng ta đi một chuyến a. Cự giải nhổ ngụm yên, không có hứng thú. Hắn vừa định đi, hoa áo sơ mi nam tử móc ra một khẩu súng nhắm ngay cự giải, ăn bữa cơm mà thôi, không cần cự người ngoài ngàn dặm a. Nhìn na lạnh như băng nòng súng, cự giải trên mặt cũng không có thần sắc sợ hãi, ngược lại đưa tới hắn hiếu kỳ. Tốt. Ta và các ngươi đi một chuyến. Cự giải vứt bỏ trong tay tàn thuốc, lên xe. 40 phút sau, bọn họ đi tới trọng môn khoa học kỹ thuật đại lâu văn phòng, cự giải ở hoa áo sơ mi nam tử dưới sự hướng dẫn lên lầu, đi vào một gian phòng làm việc. Bên trong phòng đang ngồi, chính là Khải Thụy. Lão đại, cự giải dẫn tới. Ân, hoa áo sơ mi nam tử xoay người ly khai. Lưu lại cự giải cùng Khải Thụy hai người đơn độc ở trong phòng làm việc. Cự giải hiếu kỳ hỏi, đem hết thảy thủ hạ đều đẩy ra, sẽ không sợ ta sẽ gây bất lợi cho ngươi sao? Khải Thụy từ tốn nói, ta là mời ngươi tới dùng cơm, ngươi tổng không đến mức đối với một cái mỉm cười nhân động thủ đi. Cự giải khẽ cười một tiếng, ngồi ở đối diện với hắn, cũng không khách khí, cầm lấy đôi đũa trên bàn liền ăn, căn bản không lo lắng trong thức ăn có phải hay không bị hạ độc. Mùi vị không tệ, cự giải ăn nhưng thật ra thật vui vẻ, công tác đến trễ như vậy, vừa vặn đói bụng. Khải Thụy cũng không nói chuyện, cứ nhìn cự giải ăn. 10 min sau, cự giải ăn cũng không xê xích gì nhiều, lau miệng, hỏi, ngươi gọi ta là tới hẳn không phải là chỉ vì ăn cơm đi. Nếu như ngươi không nói nữa, ta muốn phải đi. Khải Thụy cười cười, ngươi đã đều nói đến nước này, ta đây cũng không còn cần phải che che giấu giấu. Cự giải, ta là nhìn chúng ngươi tài cán,
muốn để cho ngươi gia nhập vào chúng ta trọng môn khoa học kỹ thuật. Nguyên lai là đục khoét nền tảng. Cự giải hỏi, ta ở Thịnh Nhạc khoa kỹ năng làm tốt tốt, tại sao muốn đi ăn máng khác? Khải Thụy nói rằng, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cho ngươi lái bao nhiêu tiền lương? Ta gấp 3 cho ngươi. Không cần, ta muốn tiền, trực tiếp cùng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đi nói tăng lương thì tốt rồi, không cần phải. Đi ăn máng khác. Khải Thụy tiếp tục nói, ta còn sẽ cho ngươi phân phối một cái đơn độc xa hoa phòng thí nghiệm, 1.000 bình. Ngươi muốn cái gì thiết bị, muốn cái gì người, ta sẽ cho ngươi xứng toàn bộ. Cái này quá dụ dỗ. Đối với một cái công nghệ cao nghiên cứu người mà nói, có thể có độc lập phòng thí nghiệm, còn có bất kể thành phẩm thiết bị lấy chồng tay, đó là cảm thấy mê hoặc. Cự giải đời này không có gì những yêu thích khác, tất cả tâm tư đều đặt ở nghiên cứu trên. Cho nên, hắn rất khó ngăn cản cám dỗ lớn như vậy. Khải Thụy chính là điều tra rõ ràng điểm này, mới dám trực tiếp đem cự giải cho nhận lấy tiến hành đàm phán, nếu không, hắn là sẽ không như vậy liều lĩnh. Lúc này đây, cự giải không có trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì điều kiện thật là quá mê người. Khải Thụy là một người thông minh, hắn biết làm một người do dự thời điểm phải làm cái gì. Lúc này, cách làm tốt nhất, chính là cho cự giải thêm một cây đuốc. Khải Thụy tiếp tục nói, mặt khác, ta còn sẽ làm ngươi tới phụ trách, Vân Thiên Thạch, nghiên cứu. Cái gì? Những thứ này, cự giải là thật ngồi không yên, lập tức đứng lên. Vân Thiên Thạch, nhưng thật ra là ở nhiều năm trước rơi vào trên địa cầu một khối thiên thạch vũ trụ, lúc đó bị ngoại cảnh thế lực khống chế được. Bao nhiêu khoa học gia đều muốn đối với tảng đá này tiến hành nghiên cứu cũng không thể đạt thành tâm nguyện. Có thể nghiên cứu tảng đá này, đối với cự giải mà nói, là tuyệt đối dụ dỗ. Khải Thụy nói rằng, bảo kiếm tặng anh hùng, từ đạt được Vân Thiên Thạch sau đó, chúng ta một mực tìm một cái có năng lực đối kỳ tiến hành mở rộng nghiên cứu chọn người. Chỉ là đáng tiếc, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có hợp cách chọn người xuất hiện. Cự giải, năng lực của ngươi ta là tuyệt đối yên tâm, cho nên, ta nghĩ muốn mời ngươi tới chúng ta trọng môn khoa học kỹ thuật, đối với Vân Thiên Thạch tiến hành nghiên cứu. Lời nói này rất khách khí. Cự giải hưng phấn toàn thân run, hắn, bây giờ không có lý do cự tuyệt. Khải Thụy lấy ra một phần hợp đồng đặt lên bàn, ký nó, ngươi có thể tiến hành Vân Thiên Thạch nghiên cứu. Tốt, cự giải đáp ứng một tiếng. Hắn cầm bút lên liền đem hợp đồng ký, cũng nói rằng, ta từ lúc nào có thể tiến hành nghiên cứu. Cự giải vừa cười vừa nói, tùy thời đều có thể, ta đã đem Vân Thiên Thạch vận chuyển đến ngươi mới nghiên cứu sở đi. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ thời gian, Khải Thụy liền đem cự giải bắt. Đang nói đi một tí tỉ mỉ sau đó, hắn khách khí đưa đi cự giải. Sau đó... Ngô lão ra từ phía sau bình phong đi ra, than thở nói rằng, gấp 3 tiền lương, độc lập nghiên cứu sở, Vân Thiên Thạch, vì đạt được một cái cự giải, trả giá đắt như vậy đại giới, thực sự là không nỡ a. Khải Thụy nói rằng, không bỏ được hài tử không bắt được lang, giống như cự giải nhân tài ưu tú như vậy, mặc kệ tiêu hao bao nhiêu đánh đổi đều là đáng giá. Nghĩa phụ, hiện tại chúng ta bắt lại cự giải, bằng chặt đứt Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cung huyết hệ thống. Bọn họ nhảy nhót không được bao lâu. Ngô lão ra hỏi, vậy bước kế tiếp ngươi định làm gì? Khải Thụy lạc nở nụ cười, bước tiếp theo, ta sẽ bước ép một cái Giang Sách, làm cho hắn chủ động buông tha khoa học kỹ thuật liên minh hạng mục, người minh chủ này chúng ta làm hay sao, hắn Giang Sách cũng đừng nghĩ làm. Một đêm trôi qua, ngày kế hừng đông, Giang Sách ngồi ở phòng làm việc ghế trên, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, mặt trầm như nước. Cừu trắng cùng mầm đồng đứng ở trái phải hai bên, sắc mặt đều rất là xấu xí. Bởi vì, sáng sớm hôm nay, cự giải liền tới đệ trình đơn từ chức, hắn không tính tiếp tục tại Thịnh Nhạc khoa kỹ năng làm tiếp. Chuyện này cho Giang Sách đám người trùng kích cực lớn. Cừu trắng nhịn không được nói rằng, cự giải tên khốn kiếp này, làm sao có thể làm ra như thế chuyện gì quá phận. Thống suất ngươi đã từng còn đã cứu mạng của hắn, hắn làm sao có thể nói đi là đi. Giang Sách hít thở sâu một hơi. Hiện tại nói những thứ này nữa thì có ích lợi gì, thực tế thì, cự giải đã phản loạn rồi. Không được, ta muốn đi tìm cự giải để hỏi rõ ràng. Cừu trắng vừa định đi, Giang Sách một cái gọi hắn lại. Không cần đi. Vì sao, thông suốt, cứ như vậy thả cự giải đi.
Mọi người đều có chí khác nhau, tin tưởng hắn ở đệ trình đơn từ trước trước, đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Hắn muốn đi, làm sao Lan cũng không thể ngăn được. Giang Sách khoát tay chặn lại, cầm bút lên, ở đơn từ trước trên viết dưới, đồng ý, hai chữ. Từ nay về sau, Cự Giải cùng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, cùng Giang Sách đều không còn có bất kỳ quan hệ gì. Nhìn Giang Sách tự tay viết ký tên, Cửu Trắng trong lòng tuyệt không là tư vị, hắn cùng Cự Giải cùng nhau cộng sự lâu như vậy, vốn tưởng rằng mọi người đều là huynh đệ, ai có thể nghĩ tới chi nhân chi diện bất chi tâm, Cự Giải cư nhiên sẽ ở đây trùng thời điểm mấu chốt tuyển trạch làm phản. Ghê tởm, Cửu Trắng nghiêm khắc một quyền nện ở trên tường. Lúc này, Mộc Dương vừa đi vào, cau mày nói rằng, thống suất, Cự Giải hắn tại sao vậy? Giang Sách đem tạm rời cương vị công tác báo cáo đưa cho Mộc Dương một, từ nay về sau, Cự Giải theo chúng ta Thịnh Nhạc khoa kỹ năng lại không bất luận cái gì liên quan. Mộc Dương thở dài rồi khẩu khí, còn nói thêm, vậy bây giờ chúng ta đối mặt một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng, Cự Giải sau khi rời đi, ai tới bổ khuyết hắn ghế trống. Khoa học kỹ thuật liên minh hạng mục nghiên cứu đến phân nửa ngừng lại, người bên kia hỏi tới làm sao bây giờ. Cự Giải tại công ty phân lượng quá nặng, hắn ly khai, bằng chặt đứt công ty cung huyết hệ thống, về sau sẽ rất gian nan. Đúng vậy, đó là một vấn đề lớn. Ai tới điền vào chỗ trống? Trầm ngâm chốc lát, Giang Sách bất đắc dĩ nói, chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể mời lão tướng ra ngựa, tạm thời giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại. Một giờ sau, thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở bên trong phòng làm việc, người tới chính là Giang Sách phụ thân Giang Hàn Phi. Trong khoảng thời gian này một mực nuôi trong nhà bệnh hắn đã thật lâu không để ý trong công ty những chuyện này, một là không muốn quản, thứ hai cũng lại yên tâm Giang Sách năng lực. Nào ngờ, Giang Sách cũng sẽ có gặp phải không giải quyết được tình huống. Giang Sách nói rằng, ba, ta cũng không muốn mời ra tay, nhưng bây giờ cục diện chính là như vậy, Cự Giải nghỉ việc, không ai có thể chống đỡ bắt đầu bộ nghiên cứu chủ quản ghế trống, chỉ có thể xin ngài lão tướng ra ngựa, vượt qua cửa ải khó khăn. Giang Hàn Phi cười chỉ Giang Sách, được rồi, chuyện này ta đều đã biết, giao cho ta thì tốt rồi, bất quá Sách Nhi ngươi cũng phải mau sớm tìm được hợp cách người nối nghiệp mới được, ta cũng sẽ không vẫn thế thân cái chỗ ngồi này. Biết, liền tạm thời thế thân một cái. Ân. Như vậy, Giang Hàn Phi tạm thời thay thế Cự Giải vị trí. Giang Hàn Phi thực lực không thể nghi ngờ, nhiều năm như vậy, hắn dưới đất thành nghiên cứu chống lên toàn bộ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Trước đây có thể làm, hiện tại đương nhiên cũng có thể đi. Chỉ là, trạng huống thân thể của hắn cộng thêm tuổi tác, không có khả năng một mực làm xuống phía dưới. Cần một lần nữa tìm người nối nghiệp. Cái này rất khó. Giang Sách ngồi ở ghế trên, mặt ủ mày trao, Cự Giải để lại cho hắn để thi khó này xác thực có điểm khó giải. Cùng lúc đó, ở một nhà tửu điếm cấp 5 sao, phòng cho Tổng thống, bên trong bao gian. Khải Thụy đang cùng một gã trung niên hói đầu nam tử uống rượu ăn, tên nam tử này, là xã khoa viện bộ môn phó chủ nhiệm, tên là Tần Diễm Thạch. Khoa học kỹ thuật liên minh hạng mục, chính là từ Tần Diễm Thạch phụ trách phía sau theo dõi xử lý. Lúc này, Tần Diễm Thạch vừa ăn đồ ăn, một bên đầy cõi lòng tâm tư nhìn Khải Thụy, hắn không rõ người trẻ tuổi trước mắt này vì sao hảo đoan đoan muốn mời chính mình ăn. Vô sự không lên điện tam bảo, nếu mời ăn cơm. Nhất định có nguyên nhân. Nhưng hắn lại muốn không đến trên người mình có cái gì đối phương có thể lợi dụng điểm, trong chốc lát còn rất khổ não. Lại ăn vài hớp đồ ăn, Tần Diễm Thạch thật sự là không nhịn nổi, mở miệng hỏi, Khải Thụy, người gọi ta là qua đây không trống trơn chỉ là vì ăn đơn giản như vậy à? Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, không để cho ta đoán tới đoán lui. Khải Thụy khuê cười quỷ dị cười. Nói rằng, ta chính là cảm thấy ngài công tác quá cực khổ, mời ngài tới ăn nghỉ ngơi, không có gì quá nhiều ý tưởng. Người bán hàng, tới, cho Tần chủ nhiệm rót rượu. Khải Thụy, ngươi như thế không phải nói thật với ta, đoạn này cơm ta khả năng liền không ăn, tái kiến. Tần Diễm Thạch vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, kết quả chứng kiến người bán hàng. Đem ra bình kia tửu chi sau, trong nháy mắt lại ngồi xuống. Đó là thượng đẳng Thiệu Hưng Thịnh nữ Nhi Hồng, hảo tử. Tần Diễm Thạch cái này nhân loại không có quá nhiều yêu thích, không hút thuốc lá không phải đánh bạc,
không ái nữ người không thương cất giấu, hắn bình sinh yêu thích nhất chính là uống rượu. Có thể nói, nghiện rượu như mạng. Vừa nhìn thấy hảo tử, đó là ngay cả đạo nhi đều không nhúc nhích. Nhìn người bán hàng rót đầy một chén rượu sau đó, Tần Diễm Thạch đem trước tất cả đều quên không còn một mảnh, bưng ly rượu lên liền uống. Hảo tử a, tới, lại cho ta rót đầy một ly. Người bán hàng nghe theo. Tần Diễm Thạch nhanh lên lại uống càng vui vẻ, trên mặt hồng phác phác, đẹp đến rất. Khải Thụy nhìn hắn uống rượu dáng vẻ, cười cười không nói lời nào. Sáng sớm hắn liền đem Tần Diễm Thạch uy hiếp cho cha nhất thanh nhị sở, mỗi người đều có nhược điểm, chỉ cần có thể tìm đúng nhược điểm, đúng bệnh hốt thuốc, sẽ không có chế phục không được. Cự giải là như thế này, Tần Diễm Thạch cũng là như vậy. Rất nhanh, một chai nhỏ rượu liền uống xong, Tần Diễm Thạch căn bản cũng không có uống đủ. Hắn dương mắt nhìn về phía Khải Thụy, hỏi, Khải Thụy lão đệ, ngươi còn có hảo tử sao? Cho ta hút điểm, để cho ta giải sàm, nghiện rượu lại phát tác, thực sự chịu không nổi a. Khải Thụy nở nụ cười một tiếng, từ tốn nói, Tần chủ nhiệm, muốn uống hảo tử vậy còn không còn rất nhiều. Hắn vỗ tay một cái. Chỉ thấy vài tên người bán hàng đi đến, đem bên trong bao xương màu đỏ, rèm vài cửa sổ, cho kéo ra, phía sau lộ ra to lớn giá rượu, từng hàng từng nhóm, toàn bộ đều là rượu. Hơn nữa, đều là hảo tử. Tần Diễm Thạch một cái liền trợn tròn mắt, loại cảm giác này, thật giống như một cái háo sắc người đi vào nữ nhi quốc, lại thích giống như một cái người tham của tiến vào kim lỗ thùng, thoải mái bay. Hắn đứng lên, trợn to hai mắt nhìn những rượu kia, đi tới một chai vuốt ve. Hảo tử. Đều là hảo tử a. Khải Thụy lão đệ, thật không ngờ người ta dĩ nhiên là người trong đồng đạo, đều thích uống rượu. Khải Thụy khẽ cười nói, ta tuy là thích uống rượu, nhưng bất đắc dĩ thân thể ôm bệnh nhẹ, không thể uống nhiều, những rượu này ta sợ là cả đời cũng không thể uống xong, đặt ở ta chỗ này thực sự có điểm phung phí của trời a. Tần Diễm Thạch càng thêm hưng phấn. Hắn rất muốn làm cho Khải Thụy đem những này rượu toàn bộ đều cho hắn, nhưng lời này muốn thế nào nói ra khỏi miệng mới tốt. Phải biết rằng, những rượu này giá trị, sợ là hơn 10 triệu, làm sao có thể tùy tiện là có thể muốn đi qua. Nhưng Khải Thụy tựa hồ nhìn thấu Tần Diễm Thạch tâm tư, há mồm liền nói, những rượu này ta giữ lại cũng không còn ý nghĩa gì, không bằng sẽ đưa cho Tần chủ nhiệm ngươi đi. Bảo kiếm tặng anh hùng. Rượu ngon tặng quý nhân, Tần chủ nhiệm, ngài liền kiếm vất vả nhận lấy những rượu này a. Kiếm vất vả, Tần Diễm Thạch vui đều hợp bất long chủy. Nhưng hắn như trước vẫn duy trì vẻ thanh tỉnh, nuốt nước miếng một cái, nói rằng, ta nhận lấy nhiều như vậy hảo tử, sao được đâu. Khải Thụy lão đệ, người có cái gì muốn ta giúp một tay cứ việc nói, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi làm được. Nên tiến nhập chánh đề. Khải Thụy híp một cái hai mắt, nói rằng, nhắc tới cũng xảo, ta quả thật có một chuyện nhỏ cần Tần chủ nhiệm hỗ trợ. Chuyện gì? Trước giờ làm cho Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hoàn thành hạng mục, nếu như không làm được, ở giữa đoạn theo chân bọn họ hợp tác. Cái này, Tần Diễm Thạch sửng sốt một chút, cái này độ khó không nhỏ a. Khải Thụy nói rằng, nếu như là bình thường là có thể làm được sự tình, như thế nào cần làm phiền ngài ra tay. Tần chủ nhiệm, tiểu đệ liền cái này một cái tâm nguyện, ngài có thể thỏa mãn ta sao? Tần Diễm Thạch kỳ thực tuyệt không muốn làm như vậy. Thế nhưng, nhìn khắp phòng hảo tử, hắn là vô luận như thế nào đều không thể cự tuyệt Khải Thụy thỉnh cầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thành giao. Thái dương dần dần hạ xuống, làm Giang Sách vẫn còn ở bên trong phòng làm việc suy nghĩ, phải như thế nào tìm được một cái chọn người thích hợp nhận ca cự giải lúc. Mầm đồng vội vội vàng vàng chạy vào. Giang đồng, xã khoa viện Tần Diễm Thạch phó chủ nhiệm tới. Hắn tới làm gì, Giang Sách khó hiểu. Hình như là tới hỏi có quan hệ khoa học kỹ thuật liên minh bộ môn sự tình. A hát, đã biết. Hạng mục này đúng là từ Tần Diễm Thạch phụ trách đến tiếp sau theo dõi. Chỉ sợ là cự giải chuyện nghỉ việc truyền vào Tần Diễm Thạch trong tai. Hắn lo lắng hạng mục tiến triển, cho nên mới tới hỏi. Không có gì đáng ngại. Giang Sách đứng lên đi ra phòng làm việc. Hắn cùng Tần Diễm Thạch tại công ty phòng khách thấy, trước sân khấu rót hai chén trà phân biệt đặt ở hai người bọn họ trước mặt. Mới gặp gỡ mặt, Giang Sách cũng cảm giác không thích hợp.
Trước mắt cái này hay là Tần chủ nhiệm, trên mặt hồng phác phác, một ngụm mùi rượu, nhãn thần đều có chút phát tán, thậm chí bước đi đều có điểm lảo đảo. Cảm giác kia, giống như là uống say sau buồn ngủ một chút, nửa tỉnh say choáng choáng gian tới được. Uống nhiều rượu như vậy, còn hỏi hạng mục tình huống. Giang Sách cũng không nói gì nhiều lắm, chỉ là dựa theo nước chảy hỏi, Tần chủ nhiệm, không biết ngài đại giá quang lâm là vì sao mà đến a? Tần Diễm Thạch vẫn chưa trả lời, trước hết ợ rượu. Nhìn dáng vẻ, không biết uống bao nhiêu rượu. Hắn dụi dụi con mắt, nói rằng, là như thế này, ta nghe nói các ngươi công ty nghiên cứu chủ quản cự giải nghỉ việc. Hắn không phải hạng mục này người phụ trách chủ yếu sao? Tất cả mọi thứ đều là do hắn tới nghiên cứu, quản lý, hiện tại cự giải đi, hạng mục có phải hay không muốn các chí a? Đây là lời gì? Làm sao nghe, cái này Tần chủ nhiệm một bộ phi thường hy vọng hạng mục không xong đi xuống dáng vẻ. Phải biết rằng, cái này nhãn nhưng là xã khoa viện nói ra, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng theo vào, sao bây giờ ngược lại xã khoa viện chính mình không đồng ý tiếp tục làm. Giang Sách đề cao cảnh giác. Hắn nói rằng, địa cầu cách ai cũng biết tiếp tục chuyển. Công ty đã không có cự giải, quả thực tổn thất vĩ đại, nhưng chúng ta nghiên phát bộ thực lực hay là rất mạnh. Đồng thời mới nhậm chức bộ nghiên cứu chủ quản chính là trước một đời công ty đồng sự, năng lực không thể nghi ngờ. Bộ môn sự tình, cũng xin Tần chủ nhiệm yên tâm, sẽ không ra sai lầm. Tần Diễm Thạch nhíu nhíu mày, xác định sẽ không ra sai lầm sao? Xác định. A hát, Tần Diễm Thạch nhãn thần đột nhiên biến đổi, na nếu nói như vậy, các ngươi đã bắt điểm chặt, trong vòng 3 ngày đem hạng mục hoàn thành, cho ta trả lời thuyết phục a. 3 ngày. Đùa gì thế? Hạng mục này to lớn, là 3 ngày có thể hoàn thành sao? Coi như là mời tới Đại La Kim Tiên cũng khẳng định không làm được a. Đơn giản là ép buộc. Giang Sách không có gấp, từ Tần Diễm Thạch các loại cử động là có thể nhìn ra, người trước mắt này nhất định bị người bắt rồi. Giang Sách từ tốn nói, 3 ngày thời gian, sợ là không còn cách nào hoàn thành. Tần Diễm Thạch lập tức vỗ bàn quát, Giang Đồng, người có ý tứ. Xã khoa viện hạng mục ngươi như thế qua loa lấy lệ sao? Trước luôn mồm đáp ứng yên lành có thể hoàn thành, hiện tại còn nói cái gì làm không được. Ngươi, là muốn cùng phía chính phủ đối nghịch sao? Tần Diễm Thạch cư nhiên đem, phía chính phủ, đều cho mang ra tới, chính là vì áp chế Giang Sách, cái này điển hình là được chỗ tốt của người khác, tìm đến Giang Sách xui. Chỉ là, hắn sợ là tìm lộn người. Giang Sách ôn hòa nhã nhặn nói rằng, Tần chủ nhiệm. Ta cảm thấy cho ngươi hôm nay tới nơi đây hình như là mang theo nhiệm vụ tới, ta cũng không cần đoán tới đoán lui rồi, nói trắng ra, ngươi đến cùng muốn ta làm như thế nào. Tần Diễm Thạch nở nụ cười. Ân, coi như ngươi còn có chút đầu óc. Ngươi đã như thế thức thời, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta muốn ngươi chủ động đưa ra không còn cách nào hoàn thành hạng mục, sau đó rời khỏi lần này hạng mục, không nên đánh minh chủ, chủ ý. Thì ra mục đích ở chỗ này. Giang Sách nhìn từ trên xuống dưới Tần Diễm Thạch, không hiểu hỏi, trước nhưng là các ngươi tự mình họp tìm chúng ta để làm sao, hiện tại đổi chủ ý rồi. Tần Diễm Thạch nói rằng, đổi không thay đổi chủ ý mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo ta thuyết pháp đi làm là được rồi. A hát, Tần chủ nhiệm, vậy đây rốt cuộc là của cá nhân ngươi ý tứ, vẫn là xã khoa viện ý tứ. Có phân biệt sao? Ta phụ trách hạng này mục đích đến tiếp sau theo dõi, ý của ta chính là xã khoa viện ý tứ. Tần Diễm Thạch một bộ bá đạo không nói lý dáng vẻ. Hắn thấy, Giang Sách coi như có tiền nữa, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một dân chúng bình thường mà thôi. Dân không phải cùng quan đấu. Tần Diễm Thạch chỉ cần nguyện ý, vẫn có rất nhiều biện pháp thống trị Giang Sách. Hiện trường an tĩnh hơn 10 giây. Giang Sách rốt cục mở miệng nói, Tần chủ nhiệm. Thứ cho ta nói thẳng, công ty chúng ta vì hạng mục này đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực tài lực, không có khả năng nói chúng ngăn liền ngưng. Muốn ta đình chỉ hạng mục cũng có thể, trừ phi ngươi có thể đem chúng ta công ty quăng vào đi tiền cho còn lên. Tần Diễm Thạch khinh thường nói, làm sao, ngươi còn muốn cùng phía chính phủ đòi tiền sao? Ngươi lá gan cố gắng mập a. Hắn vỗ bàn đứng lên, nói cho ngươi biết, ngươi chính là một cái bình thường bình dân dân chúng. Ta để cho ngươi sống ngươi liền sống, ta nghĩ ngươi chết ngươi sẽ chết, ngươi căn bản đấu không lại ta.
Ta cũng là xem ở chào ngươi ngạt là đại công ty chủ tịch phân nhi trên, cho ngươi chừa chút mặt, ngươi cũng không biết điều. Ngươi nếu như đem ta cho chọc tới, cẩn thận ta đem ngươi Thịnh Vui khoa học kỹ thuật nhổ tận gốc. Khẩu khí này không khỏi cũng quá cuồng vọng. Giang Sách lẳng lặng nhìn trước mắt Diệu Võ Dương Oai nam tử, hiếu kỳ hỏi, Tần chủ nhiệm, ngươi cuồng vọng như vậy, sẽ không sợ ở phía trên đầu người biết, đem ngươi cách chức điều tra sao? Tần Diễm Thạch sợ là cũng uống sinh ra, cười lạnh nói, cách chức điều tra. Ha ha, ai có thể điều tra ta? Ta ở xã khoa viện nhưng là làm 20 năm lão thần tử rồi. Hơn nữa, là ngươi nói bọn họ tin tưởng, hay là ta nói bọn họ tin tưởng? Giang Sách, ta khuyên ngươi thức thời một chút, đừng ở không đi gây sự. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như trong vòng 3 ngày ngươi không dựa theo ta nói đi làm, ta đây thật có thể sẽ đối ngươi không khách khí. Nói xong, hắn một bà té rơi cái ghế, xoay người rời đi, như vậy, thật giống như hắn là cỡ nào giỏi lắm đại nhân vật giống nhau. Kết quả Tần Diễm Thạch vừa mới đi tới cửa, môn liền mở ra. Thân hình khôi ngô cao lớn hổ pháo đứng ở cửa, đối với Tần Diễm Thạch trợn mắt nhìn, xác thực đem Tần Diễm Thạch làm cho giật mình. Hổ pháo dùng tay đẩy một cái, liền đem Tần Diễm Thạch cho đẩy liên tục lui lại mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Tần Diễm Thạch có chút sợ. Hắn quay đầu trở lại nhìn về phía Giang Sách, giận dữ hét, nói cho ngươi biết, ta nhưng là quan phương người, ngươi đối với ta động thủ chính là đối với phía chính phủ động thủ. Giang Sách, ta khuyên ngươi làm việc không nên vọng động. Làm việc không nên vọng động. Ha ha, lời như vậy, hắn cũng không cảm thấy ngại nói ra được. Lúc này, chỉ nghe hổ pháo đột nhiên mở miệng nói, con lừa già ngốc. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới là quan phương người sao? Vừa nói, hắn một bên giải khai y phục, lộ ra bên trong một viên ngôi sao. Đó là, thần La Thiên Trinh. Tần Diễm Thạch vẫn có chút kiến thức, vừa nhìn thấy viên kia ngôi sao, sẽ biết hổ pháo thân phận. Hắn nuốt nước miếng một cái, có điểm sợ. Tuy nói xã khoa viện cùng thần La Thiên Trinh cực kỳ xa, thế nhưng, thần La Thiên Trinh uy danh Tần Diễm Thạch vẫn là biết. Đặc biệt nghe nói gần nhất tới một vị mới tu la chiến thần, uy phong bát diện, ai cũng không thể trêu vào. Đương nhiên, giống như Tần Diễm Thạch như vậy tiểu nhân vật là không có có tư cách cùng tu la chiến thần gặp mặt, chỉ là hắn vẫn nghe nói chiến thần tên, đối với thần La Thiên Trinh cũng có hiểu biết. Lúc này, Tần Diễm Thạch chứng kiến thần La Thiên Trinh nhân xuất hiện ở Thịnh Vui khoa học kỹ thuật nội bộ, không khỏi có chút sợ cùng nghi hoặc. Thần La Thiên Trinh nhân cùng Giang Sách có quan hệ gì? Hắn đối với hổ pháo nói rằng, các ngươi thần La Thiên Trinh theo chúng ta xã khoa viện cực kỳ xa, ta khuyên ngươi không muốn bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, nơi đây không có chuyện của các ngươi, cút cho ta. Cút! Hổ pháo một bà liền sách ở Tần Diễm Thạch cần cổ, tàn bạo nói, con lừa già ngốc, ngươi dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, chán sống đúng vậy. Tần Diễm Thạch sợ đến run lẩy bẩy. Đều nói tú tài gặp phải binh, có lý không nói được. Hắn cùng hổ pháo loại này lăng đầu lăng não tráng hán phân rõ phải trái, vậy làm sao nói rõ ràng. Buông ra ta, người buông ra ta. Hổ pháo cũng không quan tâm hắn, mang theo hắn liền đi tới Giang Sách trước mặt, lớn tiếng hỏi, thống suất, người muốn thế nào xử trí cái này lấy quyền mưu tư, lại dám phạm thượng vương bát đản. Thống suất, Tần Diễm Thạch vẻ mặt dấu chấm hỏi. Hắn nhìn hổ pháo, nhìn lại Giang Sách. Hồ đồ, dựa vào cái gì thần La Thiên Trinh nhân muốn hô Giang Sách thống suất? Không hợp với lẽ thường a. Giang Sách cũng nhìn thấu nghi ngờ của hắn, với là vươn tay, từ trong quần áo móc ra nhất phương ấn bày trên bàn. Tu La chiến thần hổ ấn. Tần Diễm Thạch là biết hàng, vừa nhìn thấy na ấn, cả người sợ đến đều sụi lơ. Hắn khẩn trương nhìn Giang Sách, một bên run rẩy một bên không dám tin hỏi, ngươi. Ngươi là... Tu La chiến thần. Giang Sách không nói chuyện, chỉ là thân thể lùi ra sau rồi dựa vào, tiêu chuẩn chiến thuật ngửa ra sau. Hổ pháo thay hắn nói rằng, không sai, cái này một vị chính là vừa mới tấn thăng Tu La chiến thần, thống lĩnh 100 vạn hùng binh. Dưới trướng thiên quân vạn mã, chiến tướng như mây. Ngươi một cái nho nhỏ xã khoa viện phó chủ nhiệm, liền dám đối với chiến thần kêu la om sòm, còn uy hiếp chiến thần. Ha ha. Người thật là lớn gan chó. Cái này, Tần Diễm Thạch là thật đứng không vững nữa rồi.
hắn hai cái đùi giống như là hòa tan giống nhau, trực tiếp sụi lơ xuống tới ngồi dưới đất, hai con mắt hoảng sợ nhìn về phía Giang Sách. Hắn nào biết đâu rằng Giang Sách chính là Tu La Chiến Thần. Nếu như sớm biết điểm này nói, cho hắn mượn 100 cái lá gan cũng không dám cùng Giang Sách nhiều bức một câu a. Ngẫm lại vừa rồi, hắn còn hướng về phía Giang Sách kêu la om sòm, thậm chí còn uy hiếp Giang Sách trong vòng 3 ngày phải dựa theo lời của hắn đi làm. Ha ha, dựa vào cái gì? Đường đường Tu La Chiến Thần, là ngươi một nhân vật nhỏ có thể chỉ huy. Bây giờ Tần Diễm Thạch, trong lòng chỉ còn lại có hai chữ, hối hận. Hắn thật hối hận, vì danh rượu, cái này sợ là ngay cả mạng đều phải nhập vào, không đáng nha. Tần Diễm Thạch dập đầu như dã tỏi, không ngừng cầu Giang Sách tha thứ. Đùa gì thế, người trước mắt này nhưng là Tu La Chiến Thần, là hắn một nhân vật nhỏ có thể chọc nổi sao? Ngẫm lại đều cảm thấy nực cười, hắn vừa mới lại còn dùng, phía chính phủ, thân phận đi áp Giang Sách, hắn đè ở sao? Nhân ra dùng một ngón tay đều có thể đem ngươi bóp chết. Giang Sách, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, coi ta là cái dám đem thả đi. Ở dập đầu ước chừng được có 10 min sau, Giang Sách mới rốt cục mở miệng. Tần chủ nhiệm, chúng ta từ trước đến nay không oán không cừu, ta không rõ, người sao lại thế hảo đoan đoan tới tìm ta xui. Tần Diễm Thạch vội vàng nói, ta cũng không muốn làm như thế, đều là trọng môn khoa kỹ năng Khải Thụy để cho ta làm, ta không dối gạt ngươi, là hắn cho ta mấy chục chai thượng đẳng hảo tử, ta cũng là mê rượu, chỉ có làm bực này chuyện hồ đồ a. Lại là trọng môn khoa kỹ năng. Lại là Khải Thụy. Giang Sách cười khổ lắc đầu, cái này trọng môn khoa kỹ năng thật đúng là đáng ghét, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hắn nói rằng, ok, ta biết rồi, Tần chủ nhiệm ngươi bây giờ có thể rời đi. Tần Diễm Thạch không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía Giang Sách, hỏi, Giang Đồng, ta thực sự có thể đi được chưa? Giang Sách liếc hắn liếc mắt, nhãn thần âm lãnh. Tần Diễm Thạch không dám nói nhảm nữa, xoay người sẽ chạy, vừa đi đến cửa. Giang Sách liền kêu hắn lại. Các loại. Tần Diễm Thạch lập tức xoay người lại hỏi, Giang Đồng còn có việc. Hai chuyện, đệ nhất, thân phận của ta ngươi nếu là dám tiết lộ ra ngoài, ta sẽ muốn mạng của ngươi. Không dám, ta một câu nói cũng không dám nói. Đệ nhị, ngươi đã làm sai chuyện, không phải phạt không được, từ hôm nay trở đi, cấm ngươi một năm không cho phép uống rượu. Từ trọng môn khoa kỹ năng bên kia lấy được rượu. Cũng đều lui về cho ta. A, à, làm cho Tần Diễm Thạch một năm không uống rượu, nhất định chính là lấy mạng của hắn a. Giang Đồng, cái này, có thể thời gian ngắn một chút sao? Một tháng được chưa? Còn dám cò kè mặc cả. Giang Sách lạnh rên một tiếng, hai năm. Tần Diễm Thạch ngậm miệng, nói thêm gì đi nữa, sợ là muốn ba năm bốn năm cũng không thể uống rượu, ai, mình làm nghiệt chính mình thừa nhận. Hắn xoay người, khóc sướt mướt bỏ chạy đi. Hổ pháo khinh thường nói, cái này con lừa già ngốc thực sự là ghê tởm, thống suốt người dễ dàng như vậy bỏ qua hắn, thật là tiện nghi hắn. Giang Sách khoát tay áo, dù sao cũng là quan phương người, tình cảm hay là muốn nói. Hổ pháo hỏi, thống suốt, na trọng môn khoa kỹ năng luôn là thiết kế hãm hại ngươi, chúng ta là không phải nên uốn nắn bọn họ cẩn thận một trận. Là nên thu thập. Giang Sách hai mắt sáng ngời, yên tâm đi, bọn họ nhảy nhót không được bao lâu. Sắc trời bắt đầu tối. Cự Giải tan việc lái xe về đến nhà. Hôm nay là hắn lần đầu tiên đi công ty mới đi làm, cũng là hắn lần đầu tiên hưởng thụ độc lập nghiên cứu sở, tâm tình phá lệ tốt. Đặc biệt ở gặp được, trời cao thạch, sau đó, cả người sướng đến phát rồ rồi. Hắn mở đèn, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Đem chụp tư liệu lấy ra xem càng vui vẻ. Trời cao thạch, thật là đẹp cực kỳ. Lúc này, một người đàn ông khác thanh âm từ giữa phòng truyền ra, phải. Một khối tảng đá vụn, mỹ đến có thể cho ngươi phản bội thống suất. Ân, Cự Giải ngẩng đầu, chỉ thấy một người nam nhân từ giữa phòng đi ra. Hắn nhận thức, là Cửu Trắng. Cự Giải theo, tay thu hồi tư liệu. Khinh thường nói, mỗi người đều có bên ngoài sứ mệnh của ta chính là hiến thân với khoa học kỹ thuật, mà không phải hiến thân với Giang Sách. Cửu Trắng, chúng ta đều là người, không phải đề tuyến con rối, tại sao muốn cả đời làm Giang Sách khôi lỗi?
Cừu trắng lửa giận trong lòng đằng một cái liền chui lên. Hắn giống to, là thống soái đã cứu chúng ta mệnh. Không có thống suất, chúng ta 12 hoàng kim toàn bộ đều chết ở trên chiến trường rồi. Không có thống suất, người ta làm sao có thể sở hữu giờ này ngày này thành tựu. Cự giải lắc đầu. Là, người nói không sai, Giang Sách là đã cứu ta mệnh, nhưng này thì như thế nào? Hắn đã cứu ta, ta sẽ cả đời thay hắn bán mạng sao? Nhờ cậy, ta vì hắn việc làm đã đầy đủ sinh ra, người tốt nhất ngẫm lại, từng ấy năm tới nay ta giúp hắn bao nhiêu lần. Không có ta, Giang Sách có thể thành tựu Tu La Chiến Thần tên, có thể đem công ty phát triển lớn mạnh cho tới hôm nay tình trạng sao? Cừu trắng, ta cũng có lý tưởng của ta hoài bão, người không muốn luôn là đem ta cùng Giang Sách buộc chung một chỗ có được hay không? Ta không phải ngươi, ta sẽ không cả đời đi theo hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Sau một lát, Cừu trắng nói rằng, mặc dù ngươi có lý tưởng có hoài bão, cũng không phải làm như vậy a. Khoa học kỹ thuật liên minh hạng mục làm được phân nửa ngươi chạy, ngươi làm cho thống suất kết thúc như thế nào? Ngươi chạy cũng cho qua, còn chạy đi trọng môn khoa kỹ năng, đây không phải là tận lực cùng thống suất là địch sao? Ngươi biết thống suất vì chuyện của ngươi có bao nhiêu khó khăn chịu sao? Cự giải, quay đầu lại là bờ, trở về a. Cự giải mặt lạnh. Hắn dùng ngón tay gõ một cái văn kiện trên bàn, nói rằng, ngươi biết trời cao thạch quý báo biết bao sao? Vì thế, ta có thể trả giá tính mạng của ta. Ta biết ta xin lỗi Giang Sách, nhưng vì khoa học kỹ thuật, ta tình nguyện tuyển trẻ có lỗi với hắn. Cừu trắng song quyền nắm chặt, minh ngoan bất linh. Hắn một cái liền xông tới, nắm tay dựa theo cự giải trên mặt của đập tới. Cự giải cũng không phải ngồi không, một cái xoay người liền từ trên ghế salon nhảy ra. Hai người đều là cửu kinh sa trường chiến sĩ, thân kinh bách chiến, ai cũng không so với ai khác yếu, tuy là một cái phụ trách tình báo, một cái phụ trách khoa học kỹ thuật, đều không phải là tinh khiết chiến đấu loại hình, nhưng bọn hắn thân thủ không thể so với chiến đấu loại hình yếu. Lưỡng hổ tranh chấp. Ở đánh nhau kịch liệt hồi lâu sau, cừu trắng nằm trên ghế salon, cự giải quỳ một chân trên đất, hai người toàn thân đều là vết thương, mệt mỏi thở không ra hơi. Ai cũng không thể kết quả đối phương. Vừa lúc đó, đột nhiên cửa bị người phá khai. Một nhóm lớn người vọt vào, trong tay mỗi người đều cầm súng, nhắm ngay cừu trắng. Ân, các ngươi là ai? Cự giải hỏi. Chúng ta là trọng môn khoa kỹ năng phái tới phụ trách bảo hộ ngài an toàn tánh mạng. Cự giải gật đầu, Khải Thụy đối với ta thật đúng là đủ chiếu cố a. Sau đó, hắn chỉ vào cừu trắng nói rằng, người đàn ông này nếu muốn giết ta, các ngươi giúp ta tiêu diệt hắn a. Là, cự giải hoàn toàn không có một tia một hào ngày xưa tình hữu nghị, trực tiếp hạ lệnh giết chết cừu trắng, hắn thấy, cho nên tới ngăn cản hắn tiến hành khoa học thí nghiệm người, đều đáng chết. Phanh, phanh, phanh. Mấy chục cái thương, nhắm ngay cừu trắng chính là một trận bắn phá. May mà cừu trắng sớm có cảnh giác, một cái liền rút vào rồi gian phòng cách vách, sau đó từ cửa sổ lộn ra ngoài, lên sáng sớm liền chuẩn bị tốt xe, nghênh ngang mà đi. Mặc dù động tác như vậy nhanh nhẹn, chân nhỏ vẫn là trúng một phát đạn, chảy máu không ngừng. Những người đó thu hồi súng lục, nói rằng, cự giải tiên sinh, nơi đây đã không an toàn rồi. Cũng xin ngài theo chúng ta ly khai, chúng ta sẽ cho ngươi một lần nữa an bài an toàn nơi ở. Cự giải gật đầu, tốt, ta và các ngươi đi. A hát, được rồi, giúp ta đem tài liệu gì gì đó đều mang theo, nhất kiện không thể thiếu. Thu được. Cùng lúc đó, ở trọng môn khoa học kỹ thuật bí mật giam khống thất bên trong, hai gã nam tử ngồi ở giam khống khí trước, nhìn vừa mới phát sinh tất cả. Ngô lão gia nói rằng, Khải Thụy. Xem ra ngươi là thực sự thu phục cự giải rồi. Bọn họ sáng sớm đang ở cự giải trong nhà cài đặt camera, mục đích đúng là vì quản chế cự giải. Tuy là lợi dụng các loại mê hoặc thu phục cự giải, nhưng bọn hắn vẫn là không yên lòng, lo lắng cự giải là cố ý đầu hàng, lại lo lắng cự giải sẽ cải biến tâm ý. Bọn hắn bây giờ an tâm. Vừa mới, bọn họ tận mắt thấy cự giải cùng cừu trắng chiến đấu. Ngô lão gia cùng Khải Thụy đều là hành gia, bọn họ nhìn ra được hai người chiến đấu là đùa giỡn, hay là thật liều mạng. Vừa mới cừu trắng cùng cự giải chiến đấu, từng chiêu chí mạng. Sơ ý một chút,
hai người nhất định sẽ có một người tử vong, căn bản không phải đùa giỡn. Cộng thêm sau lại bọn họ phái người tới sau, cự giải cư nhiên đều không chú ý cùng ngày xưa chiến hữu tình, lập tức hạ lệnh bắn chết cừu trắng, càng thêm đó có thể thấy được cự giải là thật tâm thực lòng đầu hàng. Đương nhiên, cự giải không phải đầu hàng Khải Thụy, mà là đầu hàng cho trời cao thạch. Mới nghiên cứu sở, cộng thêm trời cao thạch loại này khoa học kỹ thuật cuồng nhiệt phần tử nhất định sẽ trở nên khuynh đảo thiên thạch vũ trụ, cự giải muốn không bị thu phục cũng không thể. Khải Thụy đứng dậy nói rằng, hiện tại, ta nên đi an ủi một cái vị này vừa mới bị thương tổn công nhân viên mới rồi. Hắn ly khai giam khống thất. Sau nửa giờ, Khải Thụy đi tới cự giải địa chỉ mới. Vừa vào cửa, hắn liền thấy cự giải ngồi ở trên ghế salon lau vết thương. Cự giải, người bị thương. Khải Thụy phi thường nóng nảy đã đi tới, tự mình làm cự giải tẩy trừ vết thương, cũng giúp hắn dịt thuốc. Cự giải nói rằng, cừu trắng tên khốn kiếp kia xuất thủ thực sự là hung ác, nếu như không phải ta đối với hắn vậy là đủ rồi giải khai, nói không chừng vừa mới cũng đã bị hắn giết hại. Khải Thụy phi thường nói xin lỗi nói, thực sự là xin lỗi, ta để cho ngươi gia nhập liên minh trọng môn khoa học kỹ thuật nên nghĩ đến giang sách bọn họ biết ác ý trả thù, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Cái này không quan chuyện của ngươi, là giang sách cùng cừu trắng hai tên khốn kiếp kia quá ác độc. Ta tốt xấu trợ giúp bọn họ không ít việc, ai biết bọn họ một điểm tình xưa cũng không niệm, thứ nhất là muốn mạng của ta, thực sự ghê tởm. Khải Thụy thở dài, bọn họ cũng là sợ ngươi sẽ vì ta bán mạng, như vậy bọn họ sẽ tăng một cái đối thủ cường đại. Cùng với nhìn ngươi thay ta làm việc, không bằng sớm làm diệt trừ ngươi, như vậy bọn họ mới có thể càng thêm an lòng a. Hanh, cự giải mặt lạnh, không ngừng hừ hừ, hiển nhiên là tức giận. Hắn cho tới bây giờ không có như vậy nổi giận qua. Đám hỗn đản kia, càng là không cho ta giúp ngươi, ta đây càng là phải giúp ngươi. Lớn. Giải nói rằng, Khải Thụy, ta muốn thông, ta muốn giúp ngươi đối phó giang sách. Bằng vào ta đối với giang sách lý giải, muốn diệt trừ hắn chính là nửa phút sự tình. Khải Thụy mừng rỡ. Ngươi thực sự nguyện ý giúp ta. Nguyện ý. Khải Thụy nói rằng, tốt. Vậy ngươi đêm nay nghỉ ngơi trước, ta ngày mai lại theo ngươi thương lượng như thế nào đối phó giang sách. Để chúng ta liên thủ lại, đem giang sách giết chết, xả giận cho ngươi. Một lời đã định, cự giải cùng Khải Thụy nắm thật chặt tay, ước định cẩn thận giải quyết giang sách. Có cự giải cái này giải khai giang sách nhân hỗ trợ, Na Khải Thụy sẽ như hổ thêm cánh, giết chết giang sách có triển vọng. Bên kia, cừu trắng về tới Thịnh Vui khoa học kỹ thuật. Kéo chân bị thương khập khiễng đi vào phòng khách. Ai nha, cừu trắng ngươi làm sao vậy? Mầm đồng nhanh lên qua đây nâng cái này cừu trắng ngồi xuống, sau đó ngay lập tức sẽ đi thông chi giang sách. Giang sách bận rộn lo lắng mang theo hòm thuốc đi tới phòng khách, lập tức cho cừu trắng tẩy trừ vết thương, đem đạn lấy ra, cũng băng bó vết thương. Tất cả xử lý tốt sau đó, hỏi hắn, ai làm? Cừu trắng cắn răng, chưa nói. Ai làm? Giang sách lại hỏi một lần. Cừu trắng hít thở sâu một hơi, phi thường không tình nguyện nói rằng, là. Cự giải. Cự giải. Nghe được cái tên này, giang sách cũng là bi thương không ngớt. Không nghĩ tới cự giải cư nhiên sẽ như thế tuyệt tình, vì một tảng đá, nhiều năm chiến hữu tình đều không để ý rồi. Hắn, thực sự đi tới mặt đối lập. Giang sách lắc đầu, nói rằng, cừu trắng. Từ nay về sau ngươi không thể sẽ đem cự giải làm thành huynh đệ, hắn đã không còn là 12 hoàng kim một trong, hiểu chưa? Cừu trắng gật đầu, trải qua đêm nay chuyện này, ta đã rõ ràng ý nghĩ của hắn. Chỉ là thống suất, ta lo lắng cự giải biết trợ giúp Khải Thụy đối phó ngươi. Hắn đối với ngươi, đối với chúng ta đều quá hiểu. Giang sách từ tốn nói, hắn hiểu chúng ta cũng biết hắn. Nếu năm đó ta có thể từ trong đống người chết cứu hắn ra, đương nhiên cũng có năng lực đem hắn một lần nữa đưa vào trong đống người chết. Hắn nở lên cừu trắng, kế tiếp ngươi nên cái gì cũng không cần muốn, hảo hảo dưỡng thương a. Giang sách đỡ cừu trắng ly khai. Mầm đồng theo ở phía sau, không ngừng thở dài. Yên lành tình huynh đệ, sao lại thế biến thành bộ dáng bây giờ? Ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy khó chịu. Cự giải a cự giải. Ngươi làm như vậy, thực sự đáng giá không? Ai? Mầm đồng thở dài một hơi, theo giang sách, cừu trắng lên lầu.
Thời gian nửa tháng đi qua. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng rốt cục hoàn thành khoa học kỹ thuật liên minh hạng mục thư hoàn chỉnh chỉnh giao cho Giang Sách trong tay. Ngày hôm nay, hắn muốn đi khoa học kỹ thuật liên minh tiến hành đệ trình. Tất cả thuận lợi, hắn sẽ trở thành khoa học kỹ thuật liên minh minh chủ, có tầng này thân phận, vậy có thể quang minh chánh đại thoát khỏi Đàm gia khống chế. Vì nhị thúc chuyện báo thù, cũng có thể đăng lên nhật báo rồi. Cừu trắng chân tổn thương cũng khá thất thất bát bát, hắn đi vào phòng làm việc nói rằng, thống suất, thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta lên đường đi. Giang Sách gật đầu. Hắn tự tay cầm lấy trên bàn hạng mục thư, cùng cừu trắng cùng đi. Thành bại hay không, đều xem hôm nay rồi. Cùng lúc đó, ở trọng môn khoa học kỹ thuật bên trong phòng làm việc, Khải Thụy cũng tâm sự nặng nề hút thuốc. Thời gian nửa tháng, cự giải trợ giúp hắn hoàn thành hạng mục thư. Trải qua Khải Thụy kiểm tra, hai chữ hình dung hoàn mỹ. Tin tưởng, đem phần này hạng mục thư giao lên, nhất định có thể đánh bại Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, dù sao Thịnh Nhạc khoa kỹ năng là sau lại thay đổi người đón lấy, hạng mục trước sau khẳng định không thể hoàn toàn ăn khớp tiếp nối. Ngày hôm nay, nhất định phải ngăn cản Giang Sách lên làm minh chủ. Chỉ là không biết vì sao. Khải Thụy luôn cảm giác trong đầu vắng vẻ, loại cảm giác này, giống như là sắp thi tốt nghiệp trung học chính mình vẫn còn có rất nhiều thư cũng không có tới kịp ôn tập giống nhau. Hắn một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc rút ra. Lúc này, Lao kéo đẩy cửa đi đến, chứng kiến Khải Thụy bộ dáng này, có chút đau lòng nói rằng, đại ca, thân thể ngươi không tốt, đừng hút nhiều như vậy yên. Khải Thụy phủi một cái khói bụi, nói rằng, dù sao cũng một cái mạng cùi, không có gì có thể quý trọng. Nói là nói như vậy. Kỳ thực Lao kéo biết, hắn là vì hôm nay quyết chiến lo lắng. Lao lội đi qua đây nói rằng, đại ca, ngươi nếu như khẩn trương như vậy bất an nói, thẳng thắn buông tha đi. Chúng ta không phải cùng Giang Sách đấu. Không phải đấu. Vậy làm sao có thể? Khải Thụy nói rằng, rip thù không báo rồi. Hơn nữa ta đã bỏ ra nhiều như vậy tiền tài cùng thời gian, nếu như tối hậu quan đầu buông tha. Không khỏi cũng quá túng. Lao kéo, coi như là vì ngươi, ta cũng sẽ đem hết toàn lực giết Giang Sách. Lời này, có điểm là lạ. Không giống như là một cái làm đại ca đối với muội muội nói, ngược lại giống như tình nhân giữa nói. Bất quá Lao xong rồi là không có có nghĩ quá nhiều. Nàng cảm khái nói, đại ca, ngươi cho ta làm nhiều lắm, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi có bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao ngươi sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này, tất cả đều là ta làm hại. Nhớ kỹ một năm kia, Khải Thụy, Lao kéo cùng Rip đều vẫn là 5-6 tuổi hài tử. Bọn họ theo Ngô lão gia đi rừng mưa nhiệt đới, ở Ngô lão gia cùng người khác nói chuyện làm ăn thời điểm, ba người bọn hắn hài tử ở trong rừng mưa chơi đùa. Ngay từ đầu vẫn còn ở khu vực an toàn chơi. Sau lại, Lao kéo thấy được một con đẹp vô cùng ngũ thải ban lan hồ điệp, vui mừng đuổi theo. Khải Thụy, Rip cũng đi theo. Càng đuổi càng sâu. Cuối cùng, bọn họ đi ra khu vực an toàn, đang ở Lao kéo sắp bắt được con kia con bướm thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn, từ trong bụi cỏ du ra một cái tam giác đầu độc xà. Nhìn không bề ngoài, cũng biết kịch độc không gì sánh được. Lao kéo lúc đó sợ hãi, sợ đến thét chói tai, tại chỗ liền run chân ngã nhào trên đất. Con độc xà kia trực tiếp đánh về phía Lao kéo. Thế ngàn cân treo sợi tóc, là Khải Thụy đứng ra, chủ động chắn Lao kéo trước mặt, bắp đùi bị độc xà cho cắn thủng, độc tố rất nhanh thì tiến nhập huyết dịch. Độc xà du tẩu, Lao kéo an toàn, nhưng Khải Thụy lại sắc mặt tím lại, toàn thân co quắp. Lao kéo ôm Khải Thụy khóc lớn. Cũng may Rip coi như chấn định, rất nhanh chạy về kêu người qua đây, đem Khải Thụy đưa đi trị liệu. Cuối cùng, tuy là Khải Thụy mệnh bảo vệ, nhưng độc tố tiến nhập huyết dịch hệ thống. Đối với thân thể tạo thành tổn thương thật lớn, rất nhiều thân thể khí quan đều có bất đồng trình độ tổn thương. Một cái kiện khang cường tráng hài tử, từ nay về sau biến thành ma ốm. Từ đó về sau, Khải Thụy liền mỗi ngày ho khan, cùng dược vật giao tiếp, tính mệnh cũng không biết sẽ ở từ lúc nào đình chỉ. Có thể sống một ngày là một ngày. Bất quá lão thiên gia đối với hắn cũng coi như không tệ, dĩ nhiên nhoáng lên hơn 20 năm quá khứ, Khải Thụy còn chưa chết. Cái này đã xem như là kỳ tích. Tuy là vĩnh viễn không biết sinh mệnh còn có ngày mai hay không, nhưng chỉ cần có thể chứng kiến Lao kéo, có
có thể nghe được lao kéo thanh âm, Khải Thụy sẽ cảm thấy hài lòng. Tại hắn sắp khô khốc sinh mệnh thổ nhưỡng trên, lao kéo chính là na duy nhất một đóa nở rộ hoa. Khải Thụy phát thệ, cần tẫn toàn bộ sinh mệnh đi che chở đóa hoa này. Mặc dù chính mình ngày mai sẽ phải chết, cũng muốn vào hôm nay cho lao kéo mang đến lớn nhất vui sướng. Hắn đối với lao kéo yêu, sâu tận xương tủy. Đáng tiếc là, lao kéo nhưng vẫn không có cảm thụ được phần này yêu, lao kéo cho là đại ca đối với em gái thương yêu. Bởi vì cùng là Ngô lão gia nuôi con tầng này thân phận. Khải Thụy cũng vô pháp càng thêm trực bạch biểu đạt, hắn biết, một ngày tiếm việt tình huynh muội, Ngô lão gia tuyệt đối không có khả năng chứa chấp hắn. Yêu mà không được, thống khổ nhất, mỗi khi nhớ tới qua lại chuyện thương tâm, lao kéo đều sẽ cảm thấy một hồi hổ thẹn. Lúc này chuyện xưa nhắc lại, lao kéo sắc mặt lại trở nên khó xem. Khải Thụy vừa cười vừa nói, mỗi người ở mới vừa sinh ra thời điểm, vận mệnh cũng đã định rồi, lao kéo, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, không cần vì chuyện năm đó cảm thấy tự trách. Ngươi không có sai. Ta cứu ngươi, hoàn toàn là bởi vì ta muốn cứu ngươi, đó cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng không có hại ta. Lao kéo trong lòng cảm thấy một hồi ấm áp. Nàng thực sự rất cảm kích Khải Thụy. Nhưng Khải Thụy, thật chỉ là cần cảm kích của nàng sao? Không phải, Khải Thụy mong muốn cùng nhiều. Chỉ là, muốn lại không chiếm được a. Hai người bọn họ, cảm tình phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lý thanh. Lúc này, cửa phòng đẩy ra, Ngô lão gia mở miệng nói, đi, xuất phát. Khải Thụy gật đầu, tốt, hiện tại để chúng ta đi cho Giang Sách mở một đạo. Cho hắn biết cái gì gọi là làm nửa đường tuôn ra cái trình rào kim. Cầm lấy hạng mục thư, Khải Thụy, lao kéo cùng đi ra khỏi phòng làm việc. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, Trọng Môn khoa học kỹ thuật, hai hổ đánh nhau, ngày hôm nay nhất định phải phân ra cái kết quả tới. 40 phút sau, hai nhà người của công ty đều đi tới khoa học kỹ thuật liên minh. Lớn như vậy bên trong phòng họp ngồi đầy người, ngoại trừ hai đại công ty đại biểu ở ngoài. Lấy Dương Khải Quang Vinh cầm đầu khoa học kỹ thuật người trong liên minh, cùng với lấy Tần Diễm Thạch cầm đầu xã khoa viện nhân, cũng đều xuất tịch hội nghị. Ngày hôm nay, tứ phương người đến đông đủ, một hồi đánh nhau kịch liệt tùy thời trình diễn. Ở hội nghị sắp lúc mới bắt đầu, một bóng người chậm rãi bước đi đến, ánh mắt của mọi người đều thấy đi qua. Giang Sách, Cửu Chàng ánh mắt trong toát ra là phẫn nộ, Khải Thụy, Ngô lão gia trong ánh mắt toát ra là đắc ý. Bởi vì tới cái này nhân loại không là người khác, chính là Giang Sách đã từng kiện tướng đắc lực cự giải. Lúc này cự giải, cùng Giang Sách đã hình bạn đường. Hắn trực tiếp ngồi ở Khải Thụy bên người, trở thành Khải Thụy tay trái tay phải. Đến tận đây, người đến đông đủ. Hội nghị chính thức bắt đầu. Tần Diễm Thạch trước đứng lên nhìn chung quanh một vòng, khi nhìn đến Giang Sách thời điểm, nhãn thần hữu ý vô ý né tránh lấy. Kể từ khi biết rồi Giang Sách đích thực thật thân phận sau đó, hắn sẽ thấy cũng không dám đối với Thịnh Nhạc khoa kỹ năng có bất kỳ ý tưởng. Tăng hắng một cái, Tần Diễm Thạch đối với mọi người nói rằng, đầu tiên phải cảm tạ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng Giang Sách chủ tịch, đối với chúng ta xã khoa viện hạng mục coi trọng như vậy, thứ nhì, cũng muốn cảm tạ Trọng Môn khoa học kỹ thuật các vị đồng chí, mặc dù không có bắt được hạng mục, nhưng như trước hao tâm cố sức, bất kể thành phẩm cung cấp nghĩa vụ trợ giúp. Cảm tạ. Tất cả mọi người tại chỗ đều vỗ tay ngỏ ý cảm ơn. Lúc này, Cửu Trắng bất thình lình nói châm chọc, hạng mục đều theo chân bọn họ không có quan hệ, tại sao còn muốn đem đám người này cho gọi qua? Khải Thụy cười lạnh một tiếng, nói rằng, tựa như Giang Đồng trước nói qua, hạng này nhãn là vì dân tạo phúc hạng mục, chúng ta Trọng Môn khoa học kỹ thuật bất kể thù lao, chính là muốn làm dân chúng làm chút chuyện tốt, như vậy cũng không được sao. Cửu Trắng bạch liễu tha nhất nhãn. Nói thật dễ nghe. Trên thực tế người nào không biết, Khải Thụy chính là sợ Giang Sách lên làm người minh chủ này vị trí, cho nên mới cung cấp miễn phí trợ giúp, chính là muốn đem Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hạng mục thư cho chen rơi. Tần Diễm Thạch hòa giải, nói rằng, nhị vị đều là có hảo ý, ta xem thì không cần cãi vả. Cuối cùng một nhà kia hạng mục thư có thể bị bắt đầu dùng, toàn dựa vào thực lực nói. Khải Thụy gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Hắn nhìn về phía Cửu Trắng, châm chọc nói rằng, có chút công ty thân cây đều bị đào đi, thời kỳ giáp hạt, lâm thời tìm người góp đủ số chế luyện hạng mục thư, một phần vạn không phù hợp yêu cầu,
vậy đối với dân chúng nhưng là một cái tổn thương thật lớn a. Chúng ta trọng môn khoa học kỹ thuật tuyệt đối không thể ngồi nhìn kỹ không để ý tới. Cửu Trắng nói rằng, ha ha, người cho rằng người đào đi là chúng ta công ty hạch tâm nồng cốt. A phi, chẳng qua là ở chúng ta cái này không sống được nữa tạp ngư mà thôi, chúng ta không cần rác rưởi ngươi nhặt đi qua làm bảo bối, thật sự là thật là tức cười. Song phương dương cung bạt kiếm, ai cũng không nhượng bộ. Lúc này, Ngô lão gia mở miệng nói, múa mép khua môi sự tình, đều là con nít mới làm ra, ta xem thì không cần xảo. Ai cũng thực lực càng mạnh, để ở chàng các vị nhìn một cái song phương hạng mục thư không được sao. Có thể, Giang Sách đồng ý lối nói của hắn. Tần Diễm Thạch nói rằng, vậy thì mời song phương đem hạng mục thư đệ trình đi lên, từ chúng ta xã khoa viện các đồng chí xem qua a. Lập tức, Cửu Trắng cùng Cự Giải phân biệt đem bọn họ hạng mục thư cho đệ trình đi tới. Hai người ở đề giao thời điểm mặt đối mặt nhìn, trong ánh mắt đồng thời lộ ra khinh thường biểu tình. Tần Diễm Thạch đem hai phần hạng mục là lần lượt mở ra, sau đó làm cho cả xã khoa viện dự họp giả cùng nhau quan sát, nhận, tương đối cái nào một phần hạng mục thư mới là tốt hơn. Trước đó, chỉ có kiên nhẫn đợi. Khải Thụy ngồi ở ghế trên, định liệu trước. Hắn thấy, Tần Diễm Thạch đã bị hắn bắt, Cự Giải hạng mục thư chất lượng cũng khẳng định so với Giang Sách đề giao chất lượng cao. Vô luận là minh thương vẫn là đâm sau lưng, hắn đều thắng dễ dàng một bậc. Cho nên, căn bản không có thất bại khả năng. Khải Thụy hướng phía Giang Sách nhìn sang, cười lạnh hỏi, Giang Đồng, nghe nói ngươi nguyên bản ở Giang Nam khu phát triển, tốt như vậy đoan quả nhiên tới kinh thành. Nơi đây, cũng không phải là loại người như ngươi cấp bậc người có thể tới. Giang Sách đáp lại nói, ngay cả cá trạch đều có thể tới địa phương, chân long lại không thể có. Một câu nói, đem Khải Thụy so với thành cá trạch. Khải Thụy cắn răng, khinh thường nói, thật đúng là long. Ngươi thật là biết cho mình trên mặt thiếp vàng, ngươi sẽ không có ngẫm lại vì sao Cự Giải sẽ buông tha ngươi, chuyển đầu ta dưới trướng sao. Cũng là bởi vì ngươi cái này nhân loại bảo thủ, ánh mắt thiển cận. Theo ngươi, chỉ biết trở thành đề tuyến con rối. Một vài người xeo tự do cũng không có. Giang Sách nâng chung trà lên nhấp một miếng, không có trả lời. Khải Thụy cho là hắn là không lời nào để nói, càng thêm lai kính, tiếp tục nói, Giang Sách, người có nghĩ qua không có, như thế này người hạng mục thư nếu như bị chúng ta cho so với xuống, người nên làm cái gì bây giờ? Người còn có thể ưỡn mặt đi làm người minh chủ này sao? Đừng cho là ta không biết người muốn làm cái gì. Ngươi không phải là muốn có được khoa học kỹ thuật liên minh sau lưng phía chính phủ thế lực sao? Nói cho ngươi biết, môn nhi cũng không có. Cửu Trắng ở một bên nghe thẳng sức sống, hận không thể đi tới phiến hắn hai bàn tay mới tốt. Còn như Giang Sách, hắn không nói một lời ngồi ở tại chỗ, uống trà, hai mắt bình tĩnh như nước, căn bản nhìn không ra bất kỳ tình cảm ba động. Nửa giờ quá khứ. Rốt cục, tương đối có kết quả. Tần Diễm Thạch cầm hai phần hạng mục thư, nói rằng, căn cứ xã khoa viện mọi người phán đoán, tương đối, hiện tại đã có kết quả. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tần Diễm Thạch trên mặt. Khải Thụy tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ lòng tin tràn đầy dáng vẻ, vô luận từ đâu một cái phương diện đến xem, hắn đều không có bại lý do. Trận chiến này, tất thắng. Hắn nhỏ giọng đối với bên cạnh Lao Kéo nói rằng, ngày hôm nay, đại ca sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo, làm cho Giang Sách thua thất bại thảm hại. Chốc lát đợi sau đó. Tần Diễm Thạch ánh mắt nhìn về phía Khải Thụy, nói rằng, Khải Thụy tiên sinh. Khải Thụy lập tức liền đứng lên, phủi một cái y phục, một bộ chuẩn bị lãnh thưởng bộ dạng, đồng thời vô cùng khinh thường nhìn sang Giang Sách, trong đại não đã tại suy nghĩ như thế này muốn thế nào nhục nhã Giang Sách mới tốt. Tần Diễm Thạch tiếp tục nói, xin lỗi. Các người hạng mục tuy là rất ưu tú, các người tuy là một mực nghĩa vụ trợ giúp xã khoa viện, nhưng các người hạng mục thư quả thực so với Giang Đồng bọn họ hạng mục thư thiếu chút nữa. Nếu như mãn phân là 100 phân nói, các người hạng mục thư có thể đánh tới 95 phân, mà Giang Đồng bọn họ hạng mục thư có thể đánh tới 100 phân. Cho nên, thực sự xin lỗi. Cái này, toàn trường đều yên tĩnh lại. Nguyên bản tràn đầy tự tin cho rằng có thể chiến thắng Giang Sách Khải Thụy, lúc này giống như là phong hóa tảng đá giống nhau, đứng ngẩn ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Không thể tin được. Hắn thực sự không thể tin được.
Chính mình tốn hao nhiều tiền đem cự giải cho đào qua đây, kết quả cự giải thực lực còn không bằng đối phương, sau lại lâm thời tìm người nối nghiệp. Hơn nữa, hắn chính là cho Tần Diễm Thạch mấy chục chai hảo tửu a. Đáp ứng yên lành, nhất định sẽ xử Khải Thủy thắng, vì sao lúc này lại xử Khải Thủy thua? Khó hiểu. Không dám tin tưởng. Khải Thủy cảm giác ngực một hồi khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa liền phun ra máu. Hắn chỉ vào Tần Diễm Thạch nói rằng, ngươi đùa bỡn ta. Tần Diễm Thạch lạnh lùng nói rằng, kỳ thực ngươi sớm nên có chút cảnh giác, lần trước ta chưa hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, ngươi cho rằng thật là ta không có cách nào thuyết phục xã khoa viện nhân, buộc Giang Đồng 3 ngày nộp bài thi sao? Ngươi sai rồi. Ta là chẳng đáng với ngươi loại lũ tiểu nhân này hợp tác. Ta, tán thành Giang Đồng loại này chính nhân quân tử. Cừu trắng trong lòng cười trộm. Lúc này nhưng thật ra nói nghĩa tránh ngôn từ, trên thực tế còn chưa phải là bị Giang Sách thu thập hơi rừng sau chỉ có đàng hoàng. Bất quá không quan hệ, chỉ cần Tần Diễm Thạch là đứng ở cạnh mình, quản hắn là dùng phương thức gì chỉ có đàng hoàng, lại có quan hệ thế nào. Khải Thụy sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn lần trước làm cho Tần Diễm Thạch đi đối phó Giang Sách, buộc Giang Sách 3 ngày nộp bài thi, kết quả lấy được hồi phục là Giang Sách tìm được xã khoa viện lãnh đạo. Tần Diễm Thạch cũng không có biện pháp. Khải Thụy vẫn thật là tin. Không nghĩ tới, kể từ lúc đó bắt đầu Tần Diễm Thạch cũng đã phản bội. Ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi thù ta nhiều như vậy hảo tử, hiện tại theo ta chơi đùa xông tháo dỡ cầu. Tần Diễm Thạch cười lạnh nói, ha ha, Khải Thụy ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Ta là thích uống rượu, thế nhưng, ở trái phải rõ ràng trước mặt, ta là tuyệt đối không có khả năng đi nhầm đường. Ngươi lẽ nào không có phát hiện, ta trên người bây giờ một điểm mùi rượu cũng không có sao? Khải Thụy lúc này mới phản ứng kịp. Đúng vậy, Tần Diễm Thạch tên đại tử quỷ này, đạt được nhiều như vậy hảo tử sau đó, làm sao một điểm mùi rượu cũng không có? Tần Diễm Thạch nói rằng, bởi vì ta giữ mình trong sạch, chẳng đáng uống rượu của ngươi. Cừu trắng sắp vui mà chết. Cái gì chó má giữ mình trong sạch, rõ ràng là bị Giang Sách cấm uống rượu 2 năm. Vỗ tay một cái, có người lục tục đem đông đảo hảo tử rời tiến đến. Tần Diễm Thạch nói rằng, Khải Thụy, người đưa cho ta rượu tất cả đều ở chỗ này, ta một chai cũng không có nhúc nhích qua. Ta chính là muốn nói cho ngươi, đối nhân xử thế muốn thành thật, không muốn cả ngày dùng tới não cân, biết không? Khải Thụy tức giận đến đều muốn ói. Hồi lâu sau, Khải Thụy áp chế một cách cưỡng ép ở tức giận, nói rằng, ok. Tần Diễm Thạch xem như ngươi lợi hại. Nhưng ta không phục, ta không tin cự giải thiết kế hạng mục thư, biết không bằng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng lâm thời tìm người nối nghiệp làm hạng mục là. Không phục, Tần Diễm Thạch đem 2 phần hạng mục thư thải qua. Lời không phục, chính ngươi tương đối một chút đi. Khải Thụy đem 2 phần hạng mục thư mở ra, Ngô lão gia, Lao kéo cũng lại gần xem. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. 2 phần hạng mục thư từ thẳng chính là giống nhau như đúc, cái này không kỳ quái, dù sao sơ kỳ đều là một người làm, thân thể to lớn giản giáo khẳng định không sai biệt lắm. Vấn đề ở chỗ, đến cuối cùng, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hạng mục thư nhiều hơn một cái hạch tâm trang trí thiết kế. Cái này thiết kế là cự giải hạng mục thư không có. Chính là cái này trang trí thiết kế, làm cho Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hạng mục thư sinh ra 5 phân, Khải Thụy bọn họ thua không phải oan. Khải Thụy tay đang run rẩy. Hắn quay đầu nhìn về phía cự giải, làm sao cũng không dám tin tưởng lấy cự giải năng lực, biết thực sự bại bởi đối phương. Cự giải, ngươi tại sao vậy? Ngươi lại thua lâm thời đón ngươi ban người. Thực lực của ngươi cũng chỉ có như vậy phải không? Sự tình đến trình độ này, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng nhân cũng không nhịn được nữa. Bên kia, cừu trắng phốc suy vui vẻ. Hắn ha ha cười nói, uy uy uy. Khải Thụy ngươi đến bây giờ còn không có làm rõ ràng sao? Trên tay ngươi 2 phần hạng mục thư, vậy cũng là cự giải tác phẩm A. Chỉ bất quá hắn cho chúng ta hoàn thành hạng mục thư càng thêm hoàn thiện, mà đưa cho ngươi hạng mục thư hơi có chút thiếu cân thiếu hai mà thôi. Cái gì? Có loại chuyện thế này? Khải Thụy khó tin nhìn về phía cự giải, hỏi, ngươi chừng nào thì cho Giang Sách bọn họ hoàn thành hạng mục thư? Cự giải nhún vai. Từ tốn nói, kỳ thực cừu trắng nói cũng không chuẩn xác, bọn họ hạng mục thư không phải ta làm,
ta chỉ là cho bọn hắn cung cấp một chút xíu mạch suy nghĩ mà thôi. Nói cách khác, cự giải kỳ thực từ vừa mới bắt đầu chính là Giang Sách đầu kia. Cự giải làm phản, là giả. Khải Thụy vỗ bàn hét lớn, ngươi chừng nào thì đem mạch suy nghĩ tiết lộ cho bọn họ. Cự giải phi thường vô tội nhìn về phía Khải Thụy, làm sao, ngươi không biết sao. Đang ở mắt của ngươi ra dưới a, đang ở, cừu trắng tới tìm ta tính sổ một đêm kia a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.